cũng có một mối tình là cũng quen cô bé đó thì cũng cùng quen cách nhau mấy số thôi. Thì được 4-5 tháng thời gian thì em được gạo đi bộ đội thì thấy ở nhà ở dưới quê thì có bạn mới nhưng mà vậy hỏi lấy chồng cũng nhiều nhưng mà chưa chính thức. Khi mà em sinh viên á em cũng có quen bạn đó nhưng mà trên tình bạn dưới tình yêu chứ tí chưa. Dạ. Có sâu sắc gì đó hả? Dạ. Anh có chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Nói chung là anh đến chương trình thì anh cũng đã có rồi, có chuẩn bị rồi. Có là có cái gì? Như anh thì dễ lắm, nói chung là chỗ nào cũng được đây, lập nghiệp ở đâu cũng được hết, quan trọng là cuộc sống mình là thấy mình thoải mái được rồi. Nhưng mà lập nghiệp nhưng mà hiện tại anh có sẵn chưa? Nếu mà có sẵn luôn thì không có, cái này là nó thật. Nhưng còn cố gắng thì vẫn được mà. Em thấy bạn không hợp với mình. Rơi vừa đẳng cấp, sang trọng và an toàn. Em tên Trần Nhân Đức, năm nay em 34 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại thì em sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Đức? Để bán thức ăn sáng anh Hùng Linh. Thuê cái chỗ bán hay là nhà của em? Em bán cửa nhà luôn ạ. À, cửa nhà luôn. Thuê. Dạ phải. Em mở đó với ai? Nhà của ông anh, là em lên phụ với ông anh là mở cái quán bán thức cửa nhà ông anh luôn. À, tức là nhà ông anh ruột hay ông anh bà con hay sao? Dạ ông anh cấp nước đi làm chung thôi anh Hùng Linh ơi. Em nấu món gì? Nấu bò kho hay bún bò. À, vậy là ngon rồi, biết nấu ăn sáng là được rồi. Mời nhà gái. Dạ, em chào chương trình, chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Em là Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 35 tuổi, hiện em sinh sống ở Bình Dương và làm việc Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, nhân viên nhân phòng. Chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi Đức. Điểm mạnh thì em siêng năng, cần cù, biết sửa giặt giảnh mấy thiết bị trong gia đình. Điểm khuyết điểm thì em hút thuốc, có nhậu chút rượu. Hút nhiều không? Ngạn gói. Ngạn gói cũng nhiều á. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em thì chịu khó trong công việc, gọn gàng. Ưu điểm của em cũng có tỉ mỉ, nhưng mà cũng là nhược điểm của em, tỉ mỉ quá thành hơi chậm tí. Chậm chậm tí thôi ha. Dạ. Nhưng mà chắc. Dạ, đúng rồi. Quê em ở đâu đó bé? Quê em ở Tây Ninh. À, vậy. Dạ. Em học ở Bình Dương và đi làm ở Bình Dương. Rồi Bình Dương em ở với ai? Dạ, em ở với người quen. Người quen? Dạ. Tức là vẫn ở trọ đúng không? Dạ. Ở đây thì ở với ông anh, bên kia ở người quen. Bây giờ mình kết hợp lại hai, nếu hai người đến với nhau mở quán ăn là em quản lý tiền rất là tốt luôn. Thôi bây giờ mình nói về được tình duyên đi Đức. Nói chung em cũng có một mối tình mà cũng quen cô bé đó thì cũng ở cùng quê cách nhau mấy số thôi. Thì được 4-5 tháng thời gian thì em được gạo đi bộ đội thì thấy ở nhà ở dưới quê thì có bọng hết nhưng mà vậy hỏi lấy chồng. Dạ phải. Một mối tình thôi hả? Dạ, chỉ có một mối thôi. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì cũng nhiều nhưng mà chưa chính thức. Khi mà em sinh viên á, em cũng có quen bạn đó. Nhưng mà trên tình bạn dưới tình yêu chứ tí. Chưa dạ. Có sâu sắc gì đó hả? Dạ. Nói chung là cũng không có kinh nghiệm gì trong vấn đề yêu đương. Hey, thật ra là hai người này tuổi cũng lớn rồi đó. Mấy ông bà là hối lắm rồi đó. Thôi, vậy thì bây giờ mình hướng tới tương lai. Ừ. Rồi, có gia đình. Em gái, em muốn lấy người, có người chồng lý tưởng thế nào? Em muốn người chồng em là cao 1m70 trở lên. Được. Ăn mặc sạch sẽ. Ăn mặc sạch sẽ. Dạ. Biết nấu ăn này kia. Trời ơi. Rồi. Để suốt ngày cho toàn bún bò. Nói chung là người của gia đình. Với lại bò kho không trai. À? Trụ cột của gia đình. Trụ cột gia đình. Rồi. Trai bên đây ngon lắm nha. Đẹp trai à. Có cái gì em không thích ở đàn ông không bé? Không uống rượu, hút thuốc. Hai cái đó nặng à. Dạ. Điểm thứ thì em hút thuốc, có nhậu chút rượu. Có hút thuốc, có nhậu. Dạ có. Nó nghe nè, cái câu chuyện mà rượu bia với lại thuốc lá đồ á, nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi thì bây giờ mình nhân cơ hội mình có bạn gái mà bạn gái cũng không thích hai điều đó, thì mình có thể bỏ luôn được không? Rượu bia thì ví dụ như có tiệc tùng gì đó thì có đi thôi, chứ còn thường xuyên không có. Còn thuốc thì chắc hạn chế thôi chị Lan ơi. Rồi nhà trai cho chị Lan biết là em mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Em cũng dễ lắm, cao hết 55 đổ lên thôi. Rồi nước da trắng thì cái quyền ngoại hình là dễ nhìn. Nói chung mà tính cách hiền là dễ được rồi. Bên kia cao 1m85 được không? 1m75 rồi chứ 65 rồi thì nó kiểu như cao quá. 85 là không phải bắt ghế lên á. 85 là không phải bắt ghế lên á. Thật ra chàng trai bên đây cũng hiền lành. Mà em cũng hiền lành. Đức đi với ai? Dạ em đi với ông anh buôn bán chung với ông anh cũng ở gần nhà. Ông anh bán phở hủ tiếu bò kho với bún bò Huế hả? Dạ phải. Rồi chào anh.
Mình là anh của Đức, coi như là anh nuôi của ông bà già ở dưới luôn. À vậy đó hả? À, giống như là con nuôi rồi. Nói về nó thì nó siêng năng mà nó sạch sẽ lắm, em cứ yên tâm đừng có cái gì trong nhà nó có biết làm. Rồi như đến đây cũng như là cái duyên của là thấy em gái bên này cũng xinh thì thôi hai em cho nhau cơ hội. Có dành dụm tiền đủ lấy vợ chưa? Ờ dư rồi anh. Dư hả? Bây giờ mình hỏi cô gái đi với ai nè. Dạ em đi một mình em. Một mình. Dạ. Rồi để có chị Lan, để tí nữa chị Lan sẽ sâu sát cái chuyện này cho. Dạ nhờ chị rồi. Lan ạ. À. Mở ra. Bước qua nhà gái cái coi. Chào anh. Anh có món quà tặng. Cảm ơn. Em cũng có món quà tặng. Quê em ở Tây Ninh, em đặt tặng anh muối tôm với bánh tráng. Đặc sản của em. Dạ. Dạ ngồi đi. Đó, Đức ngồi nói chuyện với Lê Dầu đi. Anh quan điểm về tình yêu của anh như thế nào? Thứ nhất là mình phải chung thủy, phải biết chăm sóc gia đình, rồi lo lắng gia đình này nọ thôi, chứ anh không có yêu cầu gì hết. Nếu mà có hẹn hò thì anh tuần mấy lần? Thường thì chủ nhật cái buôn bán thì chủ nhật nghỉ ngày, mà nói chung mà làm tới 6-7 giờ vậy là tới tối là rảnh luôn. Kiểu như mình đi hẹn hò vậy đó là có thoải mái. Hiện tại anh có chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Nói chung là anh đến chương trình thì anh cũng đã có rồi, có chuẩn bị rồi. Có là có cái gì? Bạn gái hỏi ý là giờ tương lai á, mình lấy nhau, mình ở đâu? Đúng không em gái? Dạ. Ở nhà chưa? À, ở nhà không lẽ vợ ở nhà ông anh? Dạ. À, mình có một cái mục đích là mình hướng tới, tức là mình dành dụm gì đó, mình có thể mua nhà trả góp hay là hai bên hùng nhau mua miếng đất ở đâu đó. Như anh thì dễ lắm, nói chung là chỗ nào cũng được thôi á. Lập nghiệp ở đâu cũng được hết, quan trọng là cuộc sống mình là thấy mình thoải mái là được rồi. Nhưng mà lập nghiệp, nhưng mà hiện tại anh có sẵn chưa? Nếu mà có sẵn luôn thì không có, cái này là nó thật. Nhưng còn cố gắng dành dẫn được mà. Dành dụm thì dành dụm bao lâu? Câu này hay nè. Yeah. Cố gắng dẫn được. Yeah. Thật ra cái không có ai mà giàu ngay từ đầu hết, khó lắm. Tất cả mọi thứ nó cũng từ từ nó đến luôn. Rồi ví dụ như em thường thường là 2 tuần em về nhà là tại vì em còn có mẹ thôi. Đó thì anh có thể là chở em về. Dạ đúng rồi. Đó. Được. Nó thì Dương lo được. Nói cái đó ông cười liền không? Nhưng cái là em phải là do lo cho gia đình á. Anh có đồng ý đó không? Cha mẹ mình thì mình phải lo rồi. Dạ. Nói chung thì ở gần mình lo nhiều. Còn ở xa thì như vào nói là nửa tháng 2 tuần về 1 lần. Nói chung mình vô vàng sắp xếp thôi. Còn như anh này dễ lắm. Bây giờ Đức đứng lên đi. Nào. Mời dạ. Nắm tay vào. Đó. Nào. Hai người nắm tay nhau đi. Nắm hai tay Đức. Nắm mỗi tay một nấy. Đó đúng rồi. Bao lâu rồi chưa nắm tay con gái Đức? Là cũng chục năm rồi. Hả? Cái gì? Chục năm rồi đó. 10 năm nay anh chỉ nắm cái giá thôi ư. Hồi đó anh có đi học gì không? Hồi đó thì nhập cái phổ thông mà nghỉ rồi. Bây giờ nắm tay vào thấy sao? Đức thấy sao? Tim đập nhanh quá anh Hùng Linh. Tim đập nhanh quá. Hát bài gì nào đó để tặng cho giàu đi. Em xin hát một đoạn trong bài Vô Tình. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ, luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài, đi trong thời gian vượt qua bao nỗi buồn, một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ, còn tim thơ ngây anh đâu thấy đâu ngờ, cơn mơ phù du mình như quen kiếp nào, rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước bên nhau kiếp người. Giống chim đi ngủ quá ha. Vào hát tặng lại đi. Dạ. Em thì ít hát lắm. Em hát bài một đoạn của Áo Mới Cà Mau. Nắm tay vào đi Đức, đừng có buông ra. Tình yêu mình phải quyết liệt chứ giờ. Đó. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời,
xuôi mái chèo sông ống đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Rung quá. Rồi, thôi được rồi. Mà hai bạn về chỗ nè. Dạ. Hai bạn về ghế đi. Chúng tôi đã để cho các bạn trò chuyện với nhau để chúng ta có cảm xúc về người đối diện với mình ha. Bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định nào. Mời Đức và Dầu để tay vào nút bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Dầu không có bấm hả? Dạ. À, sao vậy Dầu? Em có thể nói một chút lý do. Em thấy bạn không hợp với mình. Thôi, trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều người hợp với lại Đức và cũng rất nhiều người hợp với lại Dầu. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC40EZFGR, nướng tự động công suất 1800W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp. Lò nướng TLMC40EZFGR, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, chúc các bạn sớm tìm ra được một nửa mảnh ghép của mình nha. Dạ, mời em đi rồi. Chúng hay cặp cho nên mới câm lặng. Ở bên đây là không thích, bên đây thích phải cởi mở, phải tự tin. Rồi, nghe rõ. Rồi. Bạn không thích điểm gì ở bạn gái? Xe xua. Xe xua. Xe xua. Lười. Lười. Đẹp trai. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp trai thư sinh nha. Bạn tên là gì? À, em tên là Nhân. Nhân. Bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Bạn đang làm gì? Đang là nhân viên marketing của công ty thương mại Khánh Thiện. Nhân viên marketing 26 tuổi, đẹp trai cao ráo nha Tường ơi. Xem cô gái bên kia như thế nào. Từ từ anh, từ từ anh. Đẹp trai cao ráo 26 tuổi đúng không? Đúng rồi. À, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Bạn Thinh ơi, có sự cố gì không mà mời hai lần rồi chưa thấy xuất hiện? Sao vậy? Coi chừng sợ quá trốn luôn á. Sao kỳ vậy trời ơi? Em làm lại lần nữa, đừng nói là em mất duyên nha. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Anh ơi, cái gì mà nó bí hiểm là những cái đó nó rất là đặc biệt. Trời em, trời ơi, hôm nay chị tưởng như giữ đám cưới em. Em tên gì? Dạ, em tên Huyền ạ. Em tên Huyền. Dạ. Hiện giờ là em đang làm về cái gì? Dạ, em đang học bên trường Arena Multimedia. Là học bên mỹ thuật truyền thông á chị. Mỹ thuật truyền thông. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. 21 tuổi là cũng vừa đó anh Linh ơi. Vừa 21, 26. Bà dạ. Bên kia tên Huyền, Nhân Huyền, Huyền Nhân. Coi bộ hợp nhau à. Bạn Nhân bên đó nói lớn lớn tí nha, nhà bên này nghe không rõ lắng nghe người lắm. Ta nói nhỏ nhỏ, thư sinh mà. Thấy không? Giọng nói rất là nhẹ nhàng. À, thấy sao? Cảm nhận thế nào cô gái bên kia? Em mới cảm nhận được cái giọng nói. Giọng nói thấy sao? Cũng nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ, giống giọng của bạn không? Cũng
cũng giống giống vậy. Bạn quan niệm cuộc sống như thế nào? Quan niệm về hạnh phúc đi. Hạnh phúc thì chỉ cần đủ là được. Hạnh phúc chỉ cần đủ là được rồi. Rất đơn giản như vậy. Rồi bạn thích cái gì nhất? Ví dụ mỗi lần đi làm về thì em thích đi uống cà phê với bạn bè vào dịp cuối tuần, hay là lúc rảnh rỗi thì mình chơi game. Nếu như có một người yêu, bạn thích bạn gái, bạn sẽ đối xử với bạn như thế nào? Hòa chung với những cái sở thích của mình có thể tham gia chung sở thích của bạn gái mình. Bạn có là người chiều người yêu hay không? Chắc cũng phải chiều thôi. Cũng phải chiều, rồi, bên đó sao? Ở bên đây á, bạn nữ của em có một giọng nói rất là truyền cảm và đầm ấm. Bây giờ có thể em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Sở thích của em, cái gì mà vui vui, sinh động, thoải mái thì em rất là thích. Với lại em thích đi chơi, đi phượt với lại bạn bè. Em có hay đi phượt không? Chưa bao giờ em được đi phượt, cho nên em rất là mong muốn là một rất là thích đi. Nhưng mà chưa được đi bao giờ. Dạ đúng rồi. Bên đó có khi nào có ý định mời bên đây đi phượt không? Có không bạn, có không bạn? Chắc nếu mà có cơ hội chắc cũng phải mời hơn. Nếu có cơ hội cũng mời thôi. Nhưng mà hình như là bạn hơi nhát quá, tôi thấy bạn nhát quá sao mời được. Đã gặp đâu mới nghe giọng nói thôi. Không, mình hỏi trước kia kìa. Thường ngày trong cuộc sống đó, bạn gặp phụ nữ bạn có nhát lắm không? Cũng không nhát, chắc tại hôm nay lên trên đây nó hơi rung. Hơi rung hả? Bạn sợ điều gì nhất? Sợ người khác nhìn mình. Sợ người khác nhìn mình, rồi sợ gì nữa? Sợ... sợ ma. Sợ ma? Ôi. Sợ ma. Vậy sao bảo vệ bạn gái trời? Anh Linh ơi, hả? Thường á, sợ ma là dành cho phụ nữ. Hai đứa có hẹn hò đi chơi những nơi mà vắng vắng thì nhờ cái cớ sợ ma mà bạn nữ mới nép vào lòng bạn nam chẳng hạn. Em ơi, em có sợ ma không? Dạ có. Vậy hả? Rồi hai đứa cùng sợ luôn, là đang đi gặp con ma là hai đứa chạy ai vậy? Em nè, trước giờ em đã có nhiều mối tình chưa? Em học chính thức thì hai người rồi. Mà em chia tay cái mối tình thứ hai đó tới nay là bao lâu rồi? 6 tháng ạ. 6 tháng? Là xong 6 tháng vừa rồi là ở không? Dạ. 6 tháng này là ở không nha anh Linh. Rồi, nghe rồi. Hai mối tình rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai, bạn đã có mối tình nào chưa? Em cũng giống như bạn đó, cũng trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình kéo dài khoảng bao nhiêu lâu? Một năm. Một năm? Mối tình sau của một năm luôn. Khoảng 10 tháng. Bạn có biết lý do tại sao chúng ta chia tay hai mối tình đó không? Em có hỏi mà thì người ta nói là không hợp. Có lẽ do bạn nhát quá đúng không? Tụi em nghĩ dùng đã quen rồi còn gì đâu nhát hả? À, có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu thôi anh. À, rồi chính vì nhiều khi vậy mà cũng bị là mà bạn gái bỏ đó. Ta yêu rồi ta yêu cái nhát đó, cái ta hồi quen rồi hết nhát rồi ta bỏ luôn. Tôi xin hỏi bạn, nếu bây giờ á, bạn gái đó nói giờ anh ơi anh đưa em đi về đi, nhà bạn gái ở một cánh đồng xa thiệt xa, ban đêm bạn có dám đưa không? Đưa chứ anh. Đưa luôn. Phải đưa chứ, bạn gái mình thì mình phải giữ. Rồi bạn sợ ma quá rồi sao? Nhiều lúc em không biết sợ gì thì kiếm đại cái để có để cho sợ. Trời đất ơi. Như vậy là sao? Em nè, chị muốn biết đối với cái việc là lựa chọn một người bạn bạn trai đó. Dạ. Thì em có đặt ra một cái chuẩn mực nào không? Dạ cũng có chị. Cái mẫu bạn trai của em thì thứ nhất là bạn ấy phải cao. Cao. Cao, có cao. Tiếp đi em. Thứ hai, khuôn mặt dễ nhìn. Dễ nhìn là sao em? Không cần phải đẹp quá mà nhìn chững chạc một tí. Trời, xin lỗi, bên đây nhìn đẹp dễ sợ luôn. Chững chạc không? Quá chững chạc. Gì nữa không em? Về tính tình thì bạn đó phải là một người rất là sâu sắc. Bên đây sâu quắm luôn. Sâu sắc có nghĩa là mình chưa nói người ta đã hiểu phải không? Dạ đúng rồi. Đó, bên đó chứ mình nói mà cũng không hiểu là chết luôn nha. Chưa nói mà phải hiểu nha anh Linh nha. Rồi. Anh khai thác cho em vài thông tin đi. Theo bạn thì mẫu hình lý tưởng của bạn theo tiêu chuẩn nào? Em thích một người con gái giản dị thôi, đơn giản thôi. Giản dị? Trong cách ăn mặc, cách sống cũng vậy, đơn giản. Ăn mặc bên kia, trời ơi. Bên kia hình như cầu kỳ lắm à. Thông thường, bình thường là giản dị. Hôm nay là vì hẹn hò nên hơi bất bình thường chút xíu thì rất là bắt buộc rồi. À, là trong cuộc sống hàng ngày vậy đó. Rồi, còn gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng. Em ít nói thì em muốn người bạn gái mình nói nhiều hơn chút xíu. Để nhiều lúc em cũng không biết nói chuyện gì, có thể khơi chuyện. Bên kia có nhiều chuyện không? Bên đây nói nhiều hay không thì từ từ tìm hiểu. Nhưng mà cái giọng nói rất là hay là được rồi. Em ơi, vậy ở người đàn ông em có tối kỵ một cái điều gì không? Dạ có. Em nói luôn cho bên kia người ta nghe luôn coi có được không được ta đi về. Thứ nhất là nhậu nhiều quá. Không thích nhậu. Có nhậu không? Không biết nhậu quá. Không biết nhậu. Thứ hai là em không thích bạn trai của mình quá tự ti. Quá tự ti? Dạ. À, chà, cái kiểu này bên kia không được rồi. Tự ti mới không dám nói. Tại vì không có tự tin và bản thân không biết mình nói cái gì, nói có trúng hay trật cho nên mới câm lặng. Mà bên đây là không thích, bên đây thích phải cởi mở, phải tự tin. Rồi, nghe rõ. Rồi. Bạn không thích điểm gì ở bạn gái? Xe xua. Xe xua? Xe xua. Lười. Lười. Bên kia không biết có lười hay không?
rồi không thích gì nữa. Tạm thời cái gì đó. Thôi, bây giờ bạn cảm nhận bạn con gái ngồi bên kia là người mẫu người như thế nào? Thấy bên bển một mẫu người rất là năng động, cũng hoạt bát. Rồi, bên kia cảm nhận thế nào? Bên đó thì chị thấy em là cũng đặt ra rất là nhiều tiêu chuẩn. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra, còn cái nào mà em không thích em tối kỵ mà em thấy nếu mà bạn trai em như vậy là em không đồng ý không? Lượm thượm quá. Lượm thượm quá. Bên đó gọn gàng mà phải không anh? Bên đây gọn gàng đẹp trai. Không biết nhậu luôn. Còn cái điểm nào nữa không? Dạ em thích bạn trai của em vai thì phải rộng. Ồ, thích người đàn ông có bờ vai rộng nha. Bên kia vai rộng không? Vai bên đây chà bá luôn. Rồi, theo tôi bạn nên nói một chút xíu ưu điểm cho bạn gái bên kia. Cảm nhận thêm về bạn đi, bạn ít nói quá. Chắc ít nói à? Ít nói. Đúng rồi, ít nói. Ưu điểm ít nói. Đùa thôi, em biết lắng nghe. Thí dụ mà người có tâm sự thì có thể em có thể gắng lắng nghe người ta nói. Em cũng biết nấu ăn, yêu động vật nữa. Yêu động vật nữa? Yêu nhất con chó. Yêu con chó. Bên kia có yêu con gì không? Em cũng yêu con chó. Bên đây cũng yêu con chó. Hai chúng ta cùng yêu chó. Hai người cùng yêu chó vậy? Sao trời, vậy không yêu nhau hả? À, Linh ơi, em thấy hợp rồi đó anh Linh ơi. Hợp rồi, hợp tới rồi. Thời điểm là hai người gặp nhau được rồi. Đúng rồi, đúng ơi. Rồi, gặp đi, gặp đi. Rồi, xin mời hai người quay ra bức đèn nào. Các bạn sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Trước khi các bạn cảm nhận về nhau, để tôi cảm nhận trước. Để anh coi trước nha. Đừng có đưa mặt qua thấy các tường đi nha. Hi. Hello. Em chào anh. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very well. Trời ơi. Em ơi. Y như công chúa vậy đó. Bên này nói nhỏ là mình phải định có nói xấu gì mình không? Tròn quay. Mập mập. Ha. Nói chung là dễ thương lắm. Người ta có da có thịt thôi. Rồi, em cũng muốn cảm nhận về chàng trai của bên anh không? Anh Linh. Hả? Phụ nữ người ta không thích nói người ta mập. Nên nói là có da có thịt thôi. Mà bên anh có được không? Mà bên anh mà đặt chê bên này. Tôi coi xong rồi tôi chê lại. Đừng nói sao nha. Anh đâu có chê đâu. Chê bai hả? Hú hồn chưa? Cũng được ta. Quá được chứ. Ơi đằng sau cái cặp mắt kính ấy là một đôi mắt và hai cục mụn. Em định nói là em định nói là nóng lòng lắm hay sao mà mụn nổi đây. Nói chung là nhìn vô đó rất là thư sinh, có vẻ trí thức, nhưng mà có một số mụn hơi to to. Nhưng mà cái đó mình điều trị được em. Chị thấy là được. Nói chung là vóc dáng ngoại hình gương mặt rất là được chưa? Bây giờ họ được, sẽ gặp được, nhau được chứ rồi. Chuẩn bị, bạn sẽ có 2 phút cảm nhận nói chuyện với nhau để xem ta đồng ý hẹn hò hay không. Bước đèn kéo lên, kéo lên. 2, 3. Đó. Bốn mắt nhìn nhau. Nói đi, nói đi. Chào bạn. Chào bạn. Em trời ơi, ít nói thì nói đi. Hôm nay Huyền tới đây với ai? Có đi có bạn bè đi chung không? Có thì có bạn bè đi chung. Còn bạn thì sao? Tại vì không, nhưng cũng có bạn đi chung mà từ tới giữa chừng nó bận đột xuất á nên phải về. Tự nhiên nói bạn chi, nói mình đi. Mình thấy bạn có vẻ ít nói ha. Ít quá chứ có vẻ gì nữa, thôi em nói luôn đi. Bình thường á, bạn trai thì mình phải nói trước đúng không? Mình nghe bạn giới thiệu là bạn học bên truyền thông đa phương tiện. Đúng rồi. Cái đó là tại lúc trước mình cũng có dự tính học ở đó mà nói chung là vậy. Vậy mốt bạn học xong ngành của bạn rồi bạn qua học chung với mình cũng được. Trời ơi, đủ đen rồi kìa, đủ lâu rồi kìa. Lời kịp rồi. Sao không kịp? Đúng là ra trường rồi. À không sao, vậy có gì mình chờ bạn. Trời ơi, quá dữ. Nói đi trời ơi. Nói đi nhanh đi, còn có 30 giây nữa hết giờ rồi nè, lẻ lắm. Hết thời gian. Cái gì hoài hoài. Trời đất ơi, đi hẹn hò cứ đi cua gái mà thằng khác nó cua hết trơn. Giờ cho em thêm 2 phút nữa. Không được, hết rồi, hết thời gian rồi. Thời gian sẵn sàng chưa? Các bạn chạm tay vào nút đỏ. Tôi sẽ đếm. 1 2 3
Mời bạn, nhìn cái gì nó chậm quá trời ơi. Đứng lên cũng chậm hơn người ta. Đứng mà còn chậm hơn người ta nữa. Sao? Giờ thấy cảm giác thế nào hả? Tôi sẽ rung dữ vậy. Coi nè cái tay nè. Đó. Ờ, em cuối cùng mà em cũng chịu hẹn hò với ảnh là sao vậy? Dạ tại vì anh đó kêu là anh đó hiền nhưng mà lúc quen thì không hiền nữa. Trời ơi, là bên đây chờ đợi cái lúc anh hết hiền đó nha. Chắc hơi lâu rồi. Sao? Trời ơi, cảm nhận thế nào? Cảm anh nhận. Nghe nói gì không? Sao? Chắc hơi lâu rồi. Hơi lâu mới hết hiền hả? Chắc hơi lâu. Tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với người hình như nói nhiều hơn bạn? Tại vì em cần cái người nói nhiều hơn em mà. Ồ, bổ sung cho nhau. Bổ sung nhau, thiếu cái gì cần đó. Bây giờ cảm nhận trái tim của mình thế nào? Đỡ. Đỡ rồi. Nãy rung. Nãy rung quá hả? Hai bạn có thể nắm tay nhau thử xem nào. Cảm giác thế nào? Hai này trước khi nắm tay có gì mình có món quà nhỏ cái gì để mình tặng cho bạn. Trời ơi. Chúc mừng các bạn. Như vậy với một cái khoảng thời gian cũng rất ngắn, các bạn đã có thể đồng cảm với nhau. Hai trái tim cũng đã bắt đầu đập chung nhịp đập với nhau. Và chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Một cái phong cách truyền thống đúng không? Dạ. Anh Linh ơi, hả? Em đảm bảo với anh luôn là bên em đạt hết 100% những yêu cầu của anh. Chắc chắn không? Chắc chắn. Để anh nhìn trước nha. Việt Nam, tóc dài, như uống lên thì nó hơi ngắn một chút. để bây giờ anh xin phép sẽ trường là anh nói nha. Anh dạ. Em mời anh qua. Để xem nha. Anh xem giống mẫu hình của em hay không nha. Em không bao giờ xí gạt anh hết trơn. Anh tính với cặp mắt của em chứ. Dạ. Mà biết lần này trúng không à? Anh nghi là trúng quá. Sao? Trời ơi. Sao mà dễ thương vậy? Trời ơi. Em ngồi đi em. Rất là thước tha, rất là nữ tính trong tà áo dài duyên dáng Việt Nam. À, chị chào em. Dạ, em tên gì? Dạ em tên là Thanh Vy ạ. Thanh Vy. Dạ. À, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm em sinh năm 92, năm nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi. Em đang em đang làm gì? Công việc Dạ em mới vừa được nhận vào dạy ở môi trường cấp 2 quận 5 ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật nam chúng ta. Nào xin mời bạn trai. Chào bạn, mời bạn ngồi. Bên đó mặc áo dài, bên đây cũng mặc đồ vest rồi nha. Chà, tráng cao dữ ta. Cái gì anh, cái gì cao tráng, anh? Cao dữ nha. Là bị hói á hả? Không có. Thông minh. Trời ơi. Bạn có thể giới thiệu gì về mình? Dạ em tên là Trọng. Trọng. Dạ. Đây là sale marketing của công ty chuyên sản xuất bồn tắm massage cao cấp. Sale marketing. Dạ. À người này nói nhiều lắm à, nói hay lắm à. Dạ chỉ nói hay là trên công việc thôi. À. Còn mà với bạn gái thì nó không hay. Trong tình cảm thì nói không hay hả? Dạ. Có bao giờ bạn thất bại với cuộc hẹn hò nào chưa? Ấn tượng nhất là mối tình đầu. Mối tình đầu. Lúc đó mấy tuổi? Lúc đó khoảng 23 tuổi. Ủa tại sao bạn có biết tìm hiểu lý do nguyên nhân tại sao mà bạn gái chủ động chia tay với bạn? Bạn bị khuyết điểm gì không? Có thể lúc đó hoàn cảnh hơi khó khăn quá. Có gì bị sốc không? Một sốc không? Không. Có thất tình không? Có chứ. Thất tình mà bạn như thế nào bạn có thể kể được cái cảm giác thất tình nghe được không? Nói chung là rất là buồn. Anh Linh, là bị bồ bỏ hay là bỏ bồ? Ngắn gọn. Người yêu bỏ. Là thất tình đó phải không? Ăn ở hay sao mà bị người ta bỏ? Không phải ăn ở đâu mà do hoàn cảnh khó khăn, ta nói nghe rõ ràng rồi. Thôi bây giờ để với em nè. Em dạ. Em đã có bạn trai chưa? Dạ đó. Từ xưa đến giờ có không có tình gì chưa? Cũng không biết sao. Em cũng thấy mình cũng dễ thương mà không biết sao đó. Giờ em lại thích đơn phương người ta không à? Có nghĩa là em thích bạn kia rồi. Bạn kia không thích em chắc là do em chủ động tấn công nhiều quá hay sao à? Em chủ động tấn công hả? Dạ thì cũng có rồi chứ. Như là nhiều khi hay nhắn tin hỏi thăm này nọ mà chắc là người ta thấy vậy người ta sợ quá người ta trốn luôn. Không phải đâu, vậy thì em đừng có buồn. Tại vì những người đàn ông nó chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ tự tin để mà yeah. đón nhận em. Bạn bao nhiêu tuổi quên hỏi nữa? Dạ 34. 34 tuổi. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Đi một mình. Một mình một? Có cổ động viên không có hả? Cổ động viên của tôi đâu rồi? Cho tràng pháo tay cho chị trai luôn. Đó, cổ động viên nhiều lắm yên tâm. 34 tuổi, bên đó 21 hả? Anh Linh ơi, hả? Em cảm giác hình như là hơi già so với bên này đó. Không biết là ngoại hình sao chứ nghe cái tuổi là em thấy hơi già hơn bên đây rồi đó. Tuổi em, thì già thôi nhưng mà còn đẹp trai lắm bạn ơi. Đẹp hơn mà sao em nghe gì rồi tráng cao rồi nữa, sao em lo quá à? Mình xin hỏi sở thích của bạn là gì? Tự do. Thích tự do. Rồi để cưới vợ ràng buộc rồi sao? Cái cưới vợ là nó khác rồi. Nếu mà có người yêu bạn ràng buộc bạn không cho đi đâu chơi hết thì sao? Có đồng ý không? Người yêu không cho đi chơi với người khác thì đi chơi với người yêu thôi.
cũng được đúng không? Được. Rồi thích tự do. Thích tự do. À, em ơi, ở bên đó là thích tự do, nhưng mà chị thấy theo chị nghĩ đó, em là giáo viên mà, thì chị nghĩ chắc là em thích một cái gì đó nó phải có nguyên tắc. Chị nghĩ vậy, em thấy có đúng không? Hay dạ. Là cái sở thích của em, cái quan điểm sống của em là như thế nào? Cũng tùy chị, tại vì em học ngoại ngữ nên em cũng thoáng lắm ạ. Thường em đi chơi thì em thích đi đâu? Thường thì em thì giờ 21, cô giáo mà còn tin lắm. Em cũng thích ra cà phê bệt, ra hồ con rùa ngồi nói chuyện, hoặc là đi ăn những cái món mà bây giờ giới trẻ con nít nó cũng hay ăn đó, như bánh tráng trộn, trà sữa, rồi em thích hết. Thích đơn giản là bánh tráng trộn rồi. À đúng không? À, tôi xin hỏi bạn nào, bạn cũng là một người cũng phải nói là thông minh, đẹp trai, năng động ha, ảnh trai. Tại sao đến bây giờ bạn chưa có cuộc hẹn hò nào hết? Nói chung là từ lúc mà bị cái lần đầu tiên đó, nên sợ, mình không dám nghĩ. Nãy giờ bạn nghe bạn nữ bên kia nói, bạn có nghĩ rằng bạn này sẽ ấn tượng với bạn hay không? À, tại vì mình rất thích cái gì là rất Việt Nam á. Thành ra nghe nói áo dài, mình rất thích cô gái bằng áo dài. Trời ơi, vậy là đúng ý rồi, đúng ý rồi. Và cũng lại thích là người... đó là giáo viên. À, tại mình cũng tương đối cũng khá lớn rồi. Ví dụ nếu mà mình có con á thì tôi nói là dạy con nó cũng tốt hơn. À. Cái mẫu người lý tưởng của em á, bạn trai của em là sao? Thì không hút thuốc chứ uống rượu bia là được. Không hút thuốc, không uống rượu bia. Dạ. Nhưng mà đàn ông bây giờ hiếm lắm, ai cũng nhà. Ví dụ như cái anh sale ngồi ở bển á, cái nghề nghiệp của ảnh là đi làm nhiều. Tùm lum chắc chắn đàn ông phải có hút thuốc uống bia rồi. Bên đó là sao anh ơi? Hỏi đi, hỏi coi. Có hút thuốc uống rượu bia không? Hút thuốc thì không. À. Bia thì uống được một chai hai chai là xỉn rồi. Vậy là không có nhiều, không có vậy nhiều. Vậy là được, được, được. Không có nhiều. Được, vậy là cũng có khả năng rồi đó. Nhưng mà xin hỏi bạn là cái mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Chỉ cần cô gái đó dễ nhìn, là nước da trắng, có phong cách ăn mặc thì tôi nói giản dị chút. Nếu được quen tóc dài nữa thì càng tốt. Tại vì mình rất thích cái mẫu hình cô gái người Việt Nam. Rất thích cái gì đó rất Việt Nam. Tức là một cái phong cách truyền thống đúng không? Dạ. Anh Linh ơi, em đảm bảo với anh luôn là bên em đạt hết 100% những yêu cầu của anh. Chắc chắn không? Chắc chắn. Để anh nhìn chuẩn trước nha. Việt Nam, tóc dài, như uống lên thì nó hơi ngắn một chút. để bây giờ anh xin phép các trường là anh nhìn trước nha. Anh dạ. Em mời anh qua. Để xem với nha. Anh xem giống với mẫu hình của em hay không nha. Em không bao giờ xí gạt anh hết trơn, anh phải tin vô cặp mắt của em chứ. Dạ. Mà biết lần này trúng không à? Anh nghi là trúng quá. Sao? Trời ơi, sao mà dễ thương vậy? Trời ơi, nghe cái chữ trời ơi của anh Nguyễn Linh là hiểu là bên đây là chuẩn như thế nào rồi. Dễ thương lắm, nữ tính lắm, dịu dàng lắm. Nói chung là được. Em được, nếu như vậy em cảm thấy là tuyệt vời lắm đó. Tuyệt vời lắm đúng không? Là... từ nãy giờ mình nghe bên kia anh Quyền Linh với bà đó trò chuyện với nhau, thì em thử hình dung trước khi chị nhìn hai chị em mình cá với nhau, và em hình dung bạn trai bên kia như thế nào, có vừa ý em không? Chắc là cũng cao, người đầy đặn, không có ốm mà cũng không mập lắm. Cao không anh Linh? Cao. Không ốm không mập là vừa người. Vừa luôn, đúng luôn. Em xin phép cô ấy đi em hình dung trước cái vụ này coi được không nha. Coi nó cao là nó cao cỡ nào. Nó cao ngay đây, nó cao lên đây. Ôi không hề cao. Cao có nửa bên à. Có mái che nửa bên. Không hề cao. Thấy ông Cát Tường mà còn nhìn ống đuối nữa mà. Em về bên đây rồi em mới tiết lộ. Được em. Chị nói nhỏ thôi, nói lớn bên kia chảnh. Được nha. Trán cao có nửa bên thôi. Mái che là rất là bồng bềnh, rất là lãng mạn. Chị thấy được rồi đó em ơi. Dạ. Anh chị, hôm nay em thì em tại vì á, biết rồi hôm nay có gặp một bạn nam nên em có làm bánh mang đến chương trình ạ. Anh Linh ơi, bên đây có những hộp bánh rất là ngon, chứng tỏ đây là một người ngoài là coi như bên ngoài là truyền thống Việt Nam, mà là một người phụ nữ đảm đang bếp núc nội trợ, ta làm bánh nữa.
anh hiểu không? Có nghĩa là bên kia trước khi qua đây mà nhìn mặt là phải định hình rõ là có nhắm mình được không, không được thì mình xin rút đi, chứ bên đây là dữ dằn lắm rồi đó nha. Anh nghĩ là hợp đó, nãy giờ anh nhìn qua nhìn lại thấy đây là cũng hợp ý với nhau lắm đó. Nhưng mà cái tình cảm để hai người quyết định, còn bánh trái để anh quyết định nha. Rồi chuẩn bị sẵn sàng, mời các bạn quay mặt qua tấm rèm tình yêu, chuẩn bị màn kéo lên, 2, 3. Bạn có 2 phút, 2 phút trò chuyện và quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. 2 phút bắt đầu. Chào em. Chào anh. Nhìn thẳng vào mắt nhau, sao bạn liếc của đâu không vậy? Dạ, đi. Anh nói trước, em nói trước. Em nói trước đi. Dạ, em nói trước ạ. Dạ thì lúc mà nói chuyện thì anh có hình dung ra giống như là, anh có tưởng tượng ra giống như là khi mà anh gặp em như vậy không ạ? Anh rất thích một phụ nữ có mái tóc dài và có cái bằng rất thích bằng áo dài. Anh chỉ hình dung ra một người phụ nữ tương đối thôi, anh không dám hình dung chính xác lắm. Nhưng mà ít nhất là anh nghe cái giọng nói là dễ thương, anh đồng ý. Dễ thương. Giọng nói dễ thương như thấy người dễ thương không? Quá dễ thương. Cảm ơn anh. Thôi người ta hỏi rồi tới mình đi. Vậy Ôi, anh không cần hỏi gì đâu. Từ từ có hai người anh mới nói. Dạ. Bạn nữ cảm giác thế nào? Bạn cảm giác thế nào? Nói đi. Lúc đầu nghe ảnh đó, ảnh 30 mấy tuổi, em tưởng cũng già lắm, mà thì nghe cũng không có đến nỗi già, nhìn cũng còn trẻ. Hết thời gian rồi, mời hai bạn quay lưng về. Hết rồi, nhanh quá vậy. Nhanh lắm, thời gian có 2 phút. Mời hai bạn bây giờ ta suy nghĩ đi nha. Chúng ta chỉ có 3 khoảnh khắc để chúng ta nhấn nút đồng ý hẹn hò hay không. Trái tim màu hồng hết rồi. Bạn cảm nhận thế nào mà bạn trai? Quá tốt ạ. Quá tốt. Dạ. Trời sao rung quá vậy? Rung quá, tay còn rung quá. Dạ. Bây giờ chị nghĩ là đến cái thời khắc em tặng bánh cho anh. Dạ, đi. Em gửi cho anh ạ. Ngọt ngào lắm đó, ngọt ngào lắm đó. Em ơi, tại sao mà em không chê anh già hả? Chị thấy là lớn em có chục tuổi luôn đó mà. Sao em chọn ảnh vậy? Em thấy anh cũng còn trẻ. Thấy cũng còn trẻ. Lý do tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với ảnh? Dạ thì nói chung là nhìn bề ngoài cũng được, cái anh nói của ảnh cũng được rồi. Sau này mình tìm hiểu thêm thì tính sau à. Dạ anh cũng nghĩ vậy. Còn bạn trai, lý do nào bạn nhấn nút đồng ý hẹn hò với bạn gái? Cô ấy là nó hợp hoàn những điều của cô ấy là nó phù hợp với em. Phù hợp với bạn. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Em không có lãng mạn được, em trai này thì khô à. Bữa nào muốn lãng mạn gặp anh chỉ cho. Mày em hỏi anh lên nhiều à. Nhớ hỏi anh nha. Xé canh cuối của anh Quyền Linh là được rồi đó. Em thì hiền lắm, đàn gái dễ thương quá. Bằng hai bên đây á, cao ráo ha, hiền từ, nhẹ nhàng, không có nóng tính đâu. Nói thì với em mà la cái là sợ rồi. Đàn gái gì cũng giỏ dữ ta. Tại lúc trước em cũng sợ cái môn đó lắm, nhưng mà khi mà tham gia được cái giống như là nó cái đam mê anh, cho nên em thích môn đó. Có gì quýnh ai chưa? Dạ chưa. Học võ là tự bảo vệ mình và bảo vệ người thân của mình. Dạ. Không có đánh ai hết á. Dạ. Chuẩn bị lên đây tay đen hả? Dạ. Quá dữ. Quýnh mấy ông sành sỡ hết cơ. Em, nếu mà gặp chồng mình hiền quá thì sao? Dạ, nếu mà chồng hiền thì tốt thì sao anh? Tốt. Anh này tốt đó. À, anh thấy hiền lắm luôn á, được. Nhưng mà đừng có ăn hiếp anh nha. Anh hơi khô khan chút xíu, nhưng mà nếu mà em hướng dẫn đó, em gợi ý thì chắc chắn anh sẽ làm được tất cả. Mấy người hiền là mình phải gợi ý thôi à. Dạ. Em muốn lãng mạn thì nói, em muốn lãng mạn, em muốn gì đó em cứ nói thôi, chứ nhiều khi tao không tự giác được, tao nhát thôi chứ gì đó. Nhưng mà thường nữ là ít có nói ra lắm anh. Giống như là mình muốn cái sự lãng mạn, nhưng mà mình muốn bạn nam làm mà mình không có nói ra gì. Đừng có nói, muốn gì nói, nhờ đứa bạn nào em nói á. Đúng không, nhờ bạn nào nói em, mày nói cho tao đi, tao đừng lãng mạn. Bữa tổ chức gì đó mày nói với ông đi, đừng có tao nói. Đúng không? Dạ. Đó cũng là một cái cách nha. Mai mốt có gì kêu ông lại hỏi Quyền Linh đi, em nói cho nghe nha. Dạ. Anh chỉ cho, chứ anh đây dễ thương hiền á. Rồi còn điều quan trọng gì thì tụi em quyết định nha.
Hôm nay hai bạn có đi với người thân không, bạn gái? Dạ em đi với chị ruột của em. Chị ruột của em, rồi cho chị gặp chị ruột của bạn gái. Rồi. Dạ em chào. Rồi giới thiệu về mình các bạn. Dạ đầu tiên em chào anh Hồng Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Cao Văn An, 27 tuổi. Hiện em Cao Văn An. Cao Văn An, 27 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Trời, bữa nay miền Tây không ha. Làm gì Tiền Giang lên đi hết ông nội. Làm công việc gì? Dạ công việc của em là nhân viên bên sản xuất giày thể thao xuất khẩu của công ty Đài Loan ạ. À. Em ở huyện nào? Dạ huyện Chợ Gạo. Chợ Gạo luôn. Chợ Gạo. Rồi mới nhắc Chợ Gạo giờ có Chợ Gạo liền á. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Quỳnh Thị Tuyết Trinh, năm nay em 28 tuổi, em sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Đồng Tháp cũng miền Tây nhưng mà cũng hơi xa Tiền Giang một xíu xíu. Đâu xíu. Có xa, Tiền xíu Giang xíu xíu. Đồng Tháp bên nhau. Chỉ có xíu thôi. Bước qua bước lại thôi. Bạn trai là 20 mấy tuổi? Dạ em năm nay 27 tuổi ạ. 27, bên đây 28. Lớn hơn tuổi có sao không em? Dạ không vậy, tuổi tác em không quan trọng vậy. Rồi không quan trọng, bạn gái có ngại gì không? Nếu bạn nam đồng ý thì em cũng đồng ý. Dạ. Vậy hay quá. Đồng Tháp ở huyện nào em gái? Dạ em của huyện Châu Thành sát bên Tiền Giang anh ơi. Rồi huyện Châu Thành sát bên đúng luôn rồi. Giáp ranh. Em có ưu điểm như thế nào? Dạ về ưu điểm của em là tính em thì rất là hiền, vui vẻ, thì siêng năng và có tính tự lập cao. Thì em biết quan tâm đến gia đình, thì biết nấu ăn cũng như là chăm sóc trẻ con. Và cái sở trường của em là đam mê nhạc bolero. Đam mê nhạc bolero hả? Dạ. Rồi hồi hát tặng cô ấy nha. Còn khuyết điểm? Dạ nói chung là khuyết điểm của em thì em có tật là hay quên. Nhưng mà khi mà kêu em làm việc gì đó thì phải làm chưa liền. Dễ dễ khoảng 15 hoặc 20 phút sau thì em có thể quên, không nhớ. Dạ. Cụ thể cái nghề của em là làm cái gì? Dạ, cái nghề của em là bên nhân viên phối màu bên đế của giày thể thao. Tức là phối màu. Dạ, em phối màu cho các loại cái đế giày đúng dạ, không? Dạ, phối màu cho tất cả cái đế giày ạ. Rồi, mời bạn gái. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết hát, và giống như là có tham gia thể thao. Ồ, chơi môn gì? Dạ, võ thuật. Võ thuật? Môn gì, môn nào, võ nào? Dạ, taekwondo. Dữ không? Có đai gì không? Dạ chuẩn bị sắp lên đai đen nhưng mà lúc đó em thi cao đẳng nên mới đai đỏ hả chị? Mới đai đỏ sắp lên đai đen. Dạ. Quá dữ luôn. Bên kia cẩn thận nha, này dữ à. Rồi còn ưu điểm gì nữa không em? Dạ ưu điểm của em là em biết hát. Rồi khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là hay quên với nóng tính. Rồi sao hai đứa nào cũng hay quên hết trơn vậy? Em gái có thích nhạc bolero không? Dạ em rất thích anh ơi. Rồi dân miền Tây mà dễ gì. Kiếm bài nào hát chung nha. Rồi tình trường thì sao nè? Dạ em có một mối tình được 2 năm xong hai rồi năm. Chia tay. Sao chia tay? Tại vì bạn nam thì cũng do là nhỏ tuổi hơn em. Với cái thứ hai là bạn nóng tính và hay ghen. Nhỏ hơn em nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi. Rồi cái nhỏ hơn mà không có quan tâm đến em nhiều, nóng tính hay ghen cái chia tay? Dạ cũng có quan tâm nhưng mà bạn quan tâm giống như là kiểm soát em luôn á. Em phải hỏi bạn trai bên kia coi, tại vì bên kia cũng nhỏ hơn đó. Dạ. Có ghen quá không? Em hỏi đi. Anh có ghen không anh? Tính này thì nói chung thì ghen nhưng mà ghen đúng mức em, đúng mức đúng chỗ. Dạ rồi anh có nóng tính không? Tại vì em nóng tính mà. Nóng tính thì nói chung là tính anh thì hiền, nhưng là nóng tính này gặp với hiền là hòa đồng với nhau. Dạ. Hòa hợp. Chứ em nóng người đánh sặc gặt luôn à. Dạ. Kêu quýnh dữ. Có vỏ nữa. Có vỏ nữa. Không. Rồi vậy tình trường của em thì sao, mấy mối tình rồi em? Dạ thì tình trường của em thì em trải qua có 2 mối tình. Mối tình này còn nhất là em chia tay được gần 1 năm. Quen bao lâu mà chia tay? Dạ khoảng 5 tháng. Trời ơi sao quen nhanh quá vậy, rồi lý do là sao chia tay? Dạ thì nói chung là thời gian đầu thì tụi em cũng có nhắn tin với gọi điện qua lại với nhau cũng bình thường. Rồi chung hôm đó là đi làm về em cũng nhắn tin gọi điện bạn á, thì bạn cũng không nhắn tin lại, cũng không nghe máy luôn. Thì ngày hôm sau thì em qua thì em biết là bạn đó là đã có người yêu mới rồi. Gì kỳ vậy, nhanh quá.
Giờ rút kinh nghiệm nha. Nhắn tin qua, nhắn tin lại cái đi qua thấy có người yêu mới. Dạ anh ơi, cho em hỏi lỡ như em có công chuyện mà em không nghe máy hay không trả lời tin nhắn được rồi sao anh? Không, cái đó thì ví dụ anh giờ anh nhắn tin không, em nghe không được, em trả lời không được thì có thể là khi nào em rảnh thì em trả lời lại. Còn đằng này là không có trả lời gì luôn em. À, rồi em qua em bắt qua tang luôn hay sao? Dạ em qua thì em qua em thấy bạn gái đó đang nói chung là đang nói chuyện với bạn nam. Rồi em có vô không hay là em đi về? Dạ không, em thấy giờ thôi em thấy chưa chắc luôn. Đó là người yêu của người ta mà sao về. Dạ tại bạn nam nó làm chung ca với bạn nữ luôn mà. Chung ca? Dạ chung ca. Em có hỏi cái đồng nghiệp sao? Dạ nhưng thì em cũng không có hỏi gì mà các bạn làm chung ca là cũng quen biết, em cũng nói với em biết. Nói thôi, em phải đúng ra nếu mà em yêu cô gái đó em phải xác minh em phải chứ. Tới em gặp em hỏi có phải hay không chứ em nghe người khác vậy. Nhiều khi cô gái đó giận là đúng rồi. Không, nhiều khi bữa đó công việc cái gì đó người ta gặp nhau, người ta bàn công việc. Vậy là vẫn chưa có yêu dữ lắm luôn ha. Cũng mới năm tháng người ta phải tìm thì ra cái tại sao lại như thế. Hả? Rồi, thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình nói tình hiện tại đi. Tình yêu này phải bền lâu nha. Phải chăm sóc, phải quan tâm, phải kỹ càng hơn nữa. Rồi, bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ, mẫu bạn trai của em là tìm cao hơn em, vui vẻ, hòa đồng. Cao nhiêu, em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m62. Dạ, chị thấy cao dữ à, bạn trai cao nhiêu? Dạ, em cao 1m7 à. Được không em? Cũng được. Dạ, ha? Được chị. Rồi, gì nữa? À, biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình. Không có nóng tính, với ít ghen. Ít ghen? Dạ. Cô này cô bị ghen dữ lắm hay sao mà cô cứ nãy giờ cô nhắc tới cái chuyện ghen riết luôn hả? Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ không thích bạn trai gia trưởng. Anh hỏi thử ảnh thôi, anh có gia trưởng không? Anh ơi anh có gia trưởng không vậy anh? Không, anh là không gia trưởng em. Nhưng mà tính anh hiền không gia trưởng. Rồi vậy được chưa? Dạ được. Có cái mẫu người lý tưởng là giống ai không? À, dạ mẫu người lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Ồ. Rồi còn bạn trai bên kia mẫu người lý tưởng của em sao nè? Dạ nói chung thì mẫu người của em thì em không quan trọng về bề ngoài cho lắm. Miễn là cái tính cách là biết hiền, biết lo làm ăn, biết quan tâm đến gia đình và đặc biệt là chung thủy như vậy là đủ à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em không thích ở người bạn gái là hay cào nhau vậy. Ví dụ khi mà sai một việc gì đó thì nói không 2 hoặc 3 lần thì đủ nghe rồi chứ đừng mà cào nhau càm ràm quá. Càm ràm nó nói đi dạ, nó lại hoài. Nói đi nó lại nhiều anh. Thật đi sao giống anh thôi. Nếu mà được thì em muốn khi nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ có khoảng 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Dạ. Mình nhà gái mình có yêu cầu gì phía nhà trai nữa không? Em chỉ mong muốn là bạn trai biết quan tâm, chia sẻ với thông cảm được công việc của em. Tại vì công việc của em là bên công tác đoàn á, thì đi hoạt động xuyên suốt à. Với phải tập hợp thanh niên cho nên là thường xuyên nói chuyện với vận động thanh niên và tổ chức. Cho nên sợ bạn đó không có hiểu và không cảm thông được công việc của em. Rồi ghen tuông đó phải không? Dạ. Rồi sức mẻ tình cảm. Bây giờ nếu như mà mình tìm hiểu thì bạn ấy sẽ đến thăm em rồi tìm hiểu. Nhưng mà đến lúc mà mình kết hôn đó thì thí dụ như phải về Tiền Giang làm dâu thì em có đi được không? Dạ nếu như mà công việc của em chuyển công tác được thì em đi về bên chồng. Nghĩa là anh có công việc được ổn định thì chồng đâu vợ đó vẫn được đúng không? Dạ. Không có ngại làm dâu đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. À chào em. Bạn gái bên này là cực kỳ sợ đàn ông ghen. Tại vì công việc của bạn là tiếp xúc với thanh niên rồi nhiều đó. Thì em nhắn là bản thân, ví dụ như em gặp bạn gái em mà giống như nãy em kể mà thấy người ta đi với bạn trai hay một cái người đàn thanh niên nào đó mà em lẳng lặng em đi về là thua rồi đó. Thí dụ giờ em tiếp tục em gặp cổ rồi em lâu lâu em bên cổ chơi rồi thấy cổ đang ngồi với anh nào đó đang rù rì gì đó thì em xử trí sao? Dạ nói chung là cái đó thì về công việc thì em cũng không có ghen cái vấn đề đó à. Phải hỏi mình mới biết đúng không? Mình phải vô mình hỏi hoặc là mình xong rồi mình chờ mình hỏi chứ mình lẳng lặng mình đi về vậy là đâu có đúng. Dạ. Bây giờ ví dụ như sau này mà lấy nhau thì em có xin được công việc cho bạn gái lên quê mình không, lên Tiền Giang không? Dạ nói chung là nếu mà bạn gái đồng ý về với quê em thì em có hỗ trợ bạn ạ. Mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ đang sống với mẹ. Rồi lập gia đình là mình ở chung hay là mình ở riêng? Dạ thì em trong gia đình đây em là con trai út nên là ở đang ở chung với mẹ luôn. Em có phải là người lãng mạn không? Có khi nào em nói
một cái lời ngọt ngào với bạn gái của mình? Nói chung thì cái vấn đề mà trong tình yêu thì em ít khi nào mà dùng lời nghĩa ngọt ngào lắm vậy. Em chỉ là thể hiện bằng cái hành động của mình thôi. Có hành động không? Rồi ví dụ giả tỷ giờ bữa nay sinh nhật bạn gái, em hành động sao? À, nói chung thì em tạo cho bạn cái món quà bất ngờ. Chứ em cũng không nói trước là như thế nào. Không, cũng chưa thấy cái gì lãng mạn hết trơn. Lãng mạn là ví dụ ngày sinh nhật của bạn gái ha, em mua cái bánh kem ha, rồi cái em tới quán cà phê nào ngồi trước máy riêng nhà đó, xong cái mời bạn gái tới bịt mắt rồi đầu cái ngồi vô cái nhờ ai xịt mưa ướt hết gì đó, vừa mưa vừa ăn bánh kem vậy, ví dụ vậy mới lãng mạn. Rồi bây giờ dạ, nếu được nè, chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà được thì mình là khoảng 6 tháng đến 1 năm vậy. Rồi chút dạ. Xíu nữa mình phải có suy nghĩ đi nha. Nếu kéo màn lên mà cảm thấy ưng bụng là phải có một cái pha tỏ tình gì đó lãng mạn cho mọi người ở đây xem tiếng kiếm. Dạ. Nha. Rồi bạn trai thì cũng được, có vẻ là cũng hơi ghen đó. Bên đây thì hiền tâm nhưng không có lãng mạn được, em trai này hiền khô à. Bữa nào muốn lãng mạn gặp anh chỉ cho. Cái này em hỏi anh lên nhiều quá. Nhớ hỏi anh nha. Xé trang cuối của anh Quyền Linh là được em, rồi đó. Em này hiền lắm, chào em gái, dễ thương quá. Bạn trai bên đây á, cao ráo, ha, hiền từ, nhẹ nhàng. Không có nóng tính đâu, nói thôi với em mà la cái là sợ rồi. Gái gì cũng giỏ dữ ta. À, tại lúc trước em cũng sợ cái môn đó lắm, nhưng mà khi mà tham gia được cái giống như là nó cái đam mê anh, cho nên em thích môn đó. Có gì quýnh ai chưa? À, dạ chưa. Học võ là tự bảo vệ mình và bảo vệ người thân của mình. Dạ. Không có đánh ai hết á. Dạ. Chuẩn bị lên đây tay đen hả? Dạ. Quá dữ. Quýnh mấy ông sàm sỡ á cưng. Em nếu mà gặp chồng mình hiền quá thì sao? Dạ nếu mà chồng hiền thì tốt chứ sao anh? Tốt. Anh này tốt đó. À, anh thấy hiền dữ lắm luôn á, được. Nhưng mà đừng có ăn hiếp ảnh nha. Ảnh hơi khô khan chút xíu, nhưng mà nếu mà em hướng dẫn đó, em gợi ý thì chắc chắn anh sẽ làm được tất cả. Mấy người hiền là mình phải gợi ý thôi à. Dạ. Em muốn lãng mạn thì nói, em muốn lãng mạn, em muốn gì đó, em cứ nói thôi chứ. Nhiều khi ta không tự giác được, ta nhát thôi chứ gì chứ. Nhưng mà thường nữ là ít có nói ra lắm anh. Giống như là mình muốn cái sự lãng mạn nhưng mà mình muốn bạn nam nó làm mà mình không có nói ra gì đó. Đừng có nói, muốn gì nói, nhờ đứa bạn nào em nói á, đúng không? Nhờ bạn nào nói, ê mày nói dòng tao đi, tao thích lãng mạn, bữa tổ chức gì đó mày nói ổng đi, đừng nói tao nói, đúng không? Dạ. Đó cũng là một cái cách nha. Mai mốt có gì kêu ông lại hỏi Quyền Linh đi, ông nói cho nghe nha. Dạ. Anh chỉ cho, chứ anh đây dễ thương hiền á. Rồi còn điều quan trọng gì thì tụi em quyết định nha. Hôm nay hai bạn có đi với người thân không, bạn gái? Dạ em đi với chị ruột của em. Chị ruột của em, rồi cho chị gặp chị ruột của bạn gái. Rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào em trai và toàn thể những vị quan khách có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em là Kim Hoàng, chị ruột của bạn Trinh ở đây ạ. Hôm nay em đi chung với em gái của em ạ, để đến xem em trai ạ. Dạ em chào chị ạ. À, chào không? Em. Em xem sáng thì thấy vui không? Dạ vui, em đợi từ sáng giờ rất là vui anh. Công việc của em thì cũng nhiều nhưng mà em cũng phải sắp xếp công việc để đến đây tham dự cùng em gái của em. À. Em thấy em trai này cũng được, cũng hiền. Nhưng mà tùy duyên thôi, tại vì duyên số là cũng do mình tự tạo và cũng như mình nắm bắt một phần. Cho nên nợ là từ từ sao tính. Đó là do hai em có biết nắm bắt với nhau hay không thôi. Còn đây là cũng một cái duyên chương trình đã tạo hai em đến với nhau. Thì chị cũng mong rằng hai em sẽ được hạnh phúc. Em có mong muốn gì em gửi tương lai của mình không? Còn nghe nói em gửi tương lai thích nhạc Pororo thì hãy về đội của chị sẽ huấn luyện em nhiều hơn ạ. Và đám cưới của em chị sẽ làm trực tiếp làm MC ạ. Chị ơi không mấy chị làm ơi. Câu đi chị. Làm chị làm câu hơn. Đi. Dạ. À. Thôi để em nhường lại cho em trai, để hỏi em trai tỏ tình với em gái của em ạ. Không, chị cứ làm câu đi chứ chị muốn nhận đệ tử huấn luyện mình phải thể hiện chứ. Thôi chị em chờ để em trai, tại vì hôm nay là nhân vật chính cho nên em nhường em trai tỏ tình với em gái của em ạ. Và sau này lần thứ hai em sẽ làm MC cho đám cưới của hai em ạ, chị mong gần là thế ạ. Hay quá, nhớ làm MC đám cưới nha, em nói gì với chị đi em trai.
Dạ, nói chung này em cũng cảm ơn cái lời nhận xét của chị ạ. À. Em cũng cố gắng là sau chương trình này, nếu mà em với em và bà Bằng Trinh nếu mà có tiến đến với nhau thì em sẽ lòng chăm lo cho bạn ạ. Rồi, cảm ơn. Em đi với ai? Dạ thì em đi với mẹ em với hai anh trai của em ạ. À, có bác nữa ha. Dạ chào cô. Dạ, chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Với, chào khán giả trong trường quay. Thì cô một nhận xét cháu gái đây cũng được, cũng dễ thương. Thì cô cũng coi hai cháu cho nó coi tìm hiểu cho từ từ tìm hiểu nhau. Như nhà chương trình đó cũng giúp đỡ giùm mà cho con trai của cô thì nó hiền lắm đó. Ăn nó hiền dữ lắm. Chứ nó thì cơm nước đồ nấu ăn đồ thì giỏi lắm đó. Cũng... Nó có dẫn ai về ra mắt cô chưa? À, không có quen mà quen không có dẫn về. Tôi nói quen thì vợ chồng trăm năm thì quen thì con nhất định là quen là dẫn về, còn không có tính trăm năm thôi không có dẫn về. Cô thấy dạ. Đây dẫn về được chưa? Thì thấy nhà hai đứa nó có hợp thì dẫn về cũng được thôi. Hai cháu nó cũng được, thấy nhà cháu này cũng dễ thương. Cưới liền không cô? Thì cho không biết giờ hai đứa nó tìm hiểu rồi, giờ cho tìm hiểu thời gian thì không biết nhiêu hả? Thì con tôi đó với cháu gái này coi như con ưng là mẹ gà mẹ à, thế con giúp. Chịu thì tôi cũng chịu luôn à. Dạ dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ ý kiến của gia đình hai bên mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến giây phút là kéo cái hàng rào này ra để hai bạn gặp nhau, chúng ta tâm sự rồi chúng ta quyết định. Mở hàng rào. Chung này anh có món quà nhỏ là cái một chiếc sơ môi để tặng cho em. Tuy là nó nhỏ nhưng mà anh cũng dành cái tấm lòng của anh trong đây dành tặng cho em. Dạ, anh hy vọng rằng em cũng như là cái chiếc sơ môi này luôn xinh xắn và nồng nàn. Dạ. Bây giờ hai đứa coi tính coi hát bài Bolero nào thử coi hợp không? Em thích bài Lại Nhớ Người Yêu không? Dạ không, em thuộc bài Tình Ấm Chiều Quê. Rồi anh hát tặng em bài Bolero đi rồi em sẽ hát anh một câu vọng cổ. Trời thì em anh nghe tặng em với tất cả mọi người một bài hát Lại Nhớ Người Yêu. Đứng đó hát nhìn cổ hát rồi. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gương bốn phương trời xây thành lưới. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim phàng em sáng cả đời anh. Hay quá. Vô đường khổ liền, vô luôn. Còn có đêm nay tâm tình này em xin thốn càng, để sáng mai này thuyền hoa tách bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm em đêm. Hỏi hát dễ thương quá. Sao chị cô cười dữ vậy chị? Dạ tại em hát dở quá. Không phải, là không có đàn thôi. Bắt lạc tông chút thôi. Không có đàn, không có đàn. Dạ. Ừ, thôi được rồi đó. Vậy là giao lưu thấy dễ thương rồi đó. Bây giờ hai đứa tâm sự với nhau đi. Cho 6 tiếng hồ tâm sự đó. Dạ anh nhận xét em như thế nào em? Nói chung này lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ em cảm ơn anh. Và cũng hiền. Mới đầu anh dòm em mà anh cũng đâu biết em là tập giỏi đâu. Em nói anh mới biết. Dạ. Còn em cảm thấy nhạc anh như thế nào?
À, dạ, khi mà gặp anh rồi thì em thấy anh giống như là một người rất là thân mến với em, giống như là một người mà em đang tìm. Anh rất là hiền và dễ gần gũi và hòa đồng. Thì à, em tên Trinh phải không? Dạ. À, thì à, công việc của em là ở bên đoàn trường hay gì em? Dạ, bên xã đoàn anh. Xã đoàn. Dạ, công tác bên đoàn thanh niên. À, thì nói chung là à, lúc trước thì anh cũng là sinh viên, cũng có tham gia công tác đoàn, cho nên là vấn đề đó anh cũng hiểu. Dạ. Ừ, anh cũng thông cảm. À, em có thích hay xem phim không? Dạ có, nhưng mà thường em xem ở trên TV không ạ. À? Anh này cũng vậy, trước giờ anh cũng tại vì chưa có dịp. Anh cũng xem phim trên TV mà anh cũng mơ ước là được một lần ngồi ghế đỏ để mà xem phim. Thì ngày hôm nay á, chương trình có tặng cho anh với em hai vé xem phim. Thì dạ. Anh Ủa có tặng không? Ủa mình dự tính trước anh. Vé đâu có. Nếu mà nếu mà em đồng ý thì chương trình sẽ tặng cho anh với em hai vé xem phim. Không thì, có. Anh em cùng trải nghiệm. Trời ơi, chưa gì mà. Không có, chương trình này không có vé xem phim. Tự lo. Mua vé đi coi, cần gì phải chờ vé tặng, trời ơi. Cái gì còn trên bàn, còn cái gì nữa kìa. À, để lát em hát rồi nữa, tặng nữa. Hát nữa, tặng nữa, tỏ tình nữa hả? Dữ quá, quá dữ. Bây giờ cái bàn hẹn hò sao đó. Giờ giấc sao địa điểm gì đó, lãng mạn gì đó, nói hứa với cô gái đi. Chưa gì cái lấy vé xem phim của tôi à. Từng đón em đi chơi được bao nhiêu lần rồi mình sẽ đi chơi tổ chức ở đâu? Hiện tại bây giờ em đang ở Đồng Tháp luôn em. Dạ đúng rồi, em làm việc ở Sáng Khánh của huyện Châu Thành. Nói chung thì cũng tương đối gần với Tiền Giang của anh. Tiền Giang của anh là gần cầu Mỹ Thuận không anh? Anh thì khúc trên Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho. Dạ. Rồi một tuần lễ giờ em rảnh được bao nhiêu ngày? Dạ thường thì em đi làm là được nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà nhằm những cái hoạt động á, thì thứ bảy chủ nhật có hoạt động thì em sẽ đi hoạt động. Thì anh một tuần thì anh làm việc từ thứ hai cho tới thứ bảy. Dạ. Thì nói chung là thứ bảy thì nhiều khi anh cũng có nghỉ nữa. Anh cũng làm việc giờ hành chính anh? Anh làm giờ hành chính không ạ? Dạ. Nhưng mà thì từ thứ hai tới bảy thì anh qua thăm em. Thì anh sẽ gọi trước báo trước cho em, thì em sắp xếp dạ, được. Dạ, tại vì từ Tiền Giang mà qua bên Đồng Tháp em cũng gần. Dạ, gần, gần em. Thì nếu mà anh với em quen nhau và thấy hợp gì thì tiến tới hôn nhân, hay là em cần khoảng thời gian nữa? À, dạ, tại vì em muốn tìm hiểu, tại vì em sợ cái người mà nam mà gia trưởng như nóng tính lắm, tại vì tính em đã nóng, em cần tìm một người là nguội để giảm bớt cái tính nóng của em. Em cứ yên tâm đi, anh tính anh hiền, không có nóng tính đâu, dùng bài với em được. Dạ. Bây giờ bây giờ cậu nóng quá, cậu quýnh em thì sao? Dạ, chắc không có quýnh đâu nè. Thí dụ nóng quá quýnh sao? Thì em làm gì? Chạy. Chắc em nghe, nhưng mà chạy thôi chứ. Chạy thôi hả? Thôi thôi, có quýnh đâu, trừ chắc không quýnh đâu. Lỡ tay rồi. Hoặc là mình làm gì quá đáng nè. Đúng rồi, anh thấy bạn này hiền lắm, có gì đâu nói chứ. Bên kia làm gì có chuyện quýnh đây, phải không? Rồi, bây giờ em đang suy nghĩ gì về người đối diện? Và nói tất cả những gì mà mình ấp ủ trong lòng từ nãy giờ, nói cho cô biết đi, rồi ta tiến hành bấm nút. Thì nói chung là ngày hôm nay anh với em được ngồi trên đây thì cũng một cái duyên. Anh với em cũng chờ đợi khoảng thời gian cũng khá là lâu mới có cơ hội gặp nhau. Thì anh cũng cái khoảnh khắc này anh rất trân trọng và xem nó như một cái kỷ niệm quý giá nhất của anh cũng như là với em. Yeah. Tới giờ rồi đó. Còn vụ này tới chừng nào mới đưa? Hết giờ rồi đó ông à, nhanh lên. Hát hò gì đó. Thì anh lãng mạn nha. Tặng em một cái văn học này anh sẽ hát một tặng em. Lần đầu gặp em anh cứ thương em nhiều. Chắc em là cô Tâm miệng cô Tâm ngày xưa hay là trời ơi. Đừng có quên nè. Làm lại nắm tay vô. Thôi hát hồi hay là gì ghẻ nó mệt lắm mà. Rồi nha, bạn nhớ nghiêm đi. Nắm tay vô đi bạn, nắm ra đỡ rung ha. Rồi, nhìn thẳng vô mắt nhau, hát lại cái bài này tỏ tình lãng mạn đó. Nhớ nhiều. Cô Tấm mà nhớ cái gì đó, đừng hát lộn gì ghẻ là được rồi. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng.
nhớ từng nụ cười ăn mặt, nhớ lời ngọt ngào áo yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Okay, kho tàng nhạc hết bên này đổi bài kia liền. Hai này gặp hai nhau về chắc nó hát suốt ngày nghe. Rồi hết thời gian rồi hai bạn. Rồi bây giờ để tay nút bấm đi em. Đặt tay vào nút bấm đây. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta trong cái giây phút thiêng liêng này. Cảm thấy rung động với đối phương thì bấm nút. Không rung động không bấm, để dành cái cơ hội đó cho những người khác. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ, quyền quyết định là ở các bạn. Và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 Bấm đi, cặp này được lắm đó. Bấm đi. 2 Bấm giùm cho. 3 Hết thời gian. Làm lọt chết luôn. Sao chậm vậy em? Dạ tại em có bấm nhưng mà hơi không có lực cho nên học nhỏ mà sao bấm cái nút mà không có lực là sao? Đây, em đây đây đỏ rồi, đây đen không có lực. Sao vậy, bữa nay sao vậy, sao không có lực, run quá hả? Dạ. Rồi nắm tay ảnh cảm nhận sao, có truyền qua cái miếng điện nào chưa? Tay em thì ấm mà tay ảnh thì lạnh. Nhưng mà tay em đang hay run. Run không? Rồi không biết là đỡ run không. Em xin phép bà chị Trinh, chị hứa làm MC rồi mà. Lâu lâu chứ, trời ơi, mình đánh chậm thôi. Chậm thôi. Thấy sao? Hùng thấy được không? À, được ạ. Được hả? Con gái thấy sao con gái? Dạ, cảm giác, có cảm giác ạ. Có cảm giác vậy. Có cảm giác là được rồi. Đây, nè, bây giờ mới lấy vé nè. Lò vé xùm phìm. Lên đây cái lò vé hoài luôn. Đây là những chiếc vé của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng. Mời các bạn đến đó xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng từ thương hiệu thời trang được cấp Double TX, gửi tặng hai bạn. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa, trị nám, đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Zach An sản xuất và phân phối, gửi tặng cho hai bạn. Rồi. Đây là một cặp gối của nệm Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Một cái phiếu giảm giá 25% khi mua nệm Đồng Phú trên các chi nhánh trên toàn quốc. Ở đây là một chiếc TV, Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng, hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn đồng ý kết hôn. Dạ, em xin cảm ơn chị Cát Tường, anh Quyền Linh và cảm ơn chương trình. À, em cũng như bạn là cảm ơn anh Quỳ Linh, chị Cát Tường và chương trình đã tạo cơ hội cho em gặp mặt nhau đây. Hãy nắm bắt cái cơ hội này nha. À, đây mới là một cái bước đầu thôi, rất là tốt đẹp rồi. Còn cái phần sau đó là do sự nỗ lực của hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt nào, nắm tay đi. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt. Tìm hiểu. Nắm tay nhau thật lâu. Rồi đi đi hai bạn. Gò công đi. Bây giờ thì trong 2 năm đó em đã được bao nhiêu phần trăm cái dự kiến của mình rồi? Cái công việc của em á. Cái công việc của em á thì nó thật sự nó vô chừng lắm. Thì có anh Bình á là sát bên anh biết mà, có ngày làm 5-7 triệu, có ngày á thì làm cũng 200-300 ngàn bình thường thôi, tại vì xe nhiều thì mình nhiều khi nó nhiều quá làm cũng không nổi đâu, tính ra bước ra không biết làm thế nào trước đó. Dạ. Vậy công việc cũng ổn định ha. Ổn định rồi, cuộc sống ổn định rồi. Nó có cái điểm hay là về là chị, hồi nãy bạn gái nói em có lắng nghe, là 20 năm về trước á, ông nội em từ Long Xuyên đi ra đi lên thành phố để lập nghiệp, thì cái cuối đời của em sẽ quay trở về Long Xuyên là quê của nội em. À, dạ. Là bạn này là ở Long Xuyên, ở ngay xứ của Long nội của em luôn. Dạ. Là trong dự định, trong cái đầu óc của em là em đã nung nấu cái điều đó rồi đúng không? Đã tính là nếu mà gặp đúng người đó em sẽ nói câu đó. Dạ. Hay nha. Không, như vậy là bữa nay chắc là cái ngoài cái chuyện ông Tơ bà Nguyệt giao duyên cho em thì chắc là còn có ông nội hoặc là gia đình á, bên cửu quyền thất tổ đó. Dạ. Phù hộ cho em. Em nói thật sự là ế, không có ế, mà tại vì em thấy người ở ngoài xã hội giờ nó hơi phức tạp lắm, muôn màu muôn vẻ lắm, thật giả mình khó đoán được lắm. Bởi vậy em rất cần cái chương trình để giúp cho em là tìm được một cái người đó. Theo em nghĩ là nó sẽ có một cái quyền cơ trên hai cái ghế này. Cái quyền cơ đó là cái số của mình tới đó. Bởi vậy em không bao giờ em, trong cái suy nghĩ là em không bao giờ em lựa chọn cao, thấp, lùn, ốm,
trắng đen hay là mập gì hết. Em chỉ yêu cầu bạn gái đó có một trái tim chung thủy và lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng với em thôi. Dạ, như đó đủ rồi. Bây giờ những gì anh nói bên kia đều bên có kia hết. Nghe hết đó. Dạ, bên em, kia cũng có luôn đó. Bây giờ em nói cho chị nghe là sau khi em nghe cái tâm sự của ảnh á thì em thấy sao? Nói cho ảnh nghe luôn đi. Dạ, thấy ảnh cũng hiền. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin chào chị anh Nguyễn Linh ạ. Rồi. Em xin chào anh bạn trai bên. Rồi, bạn trai chưa ra. Quý vị khán giả. Khoan đã, giờ mình cho bạn trai xuất hiện trước đã. Rồi. Mời nhà trai. À, rồi, xin chào anh. Rồi bây giờ nhà gái mình bây giờ mới giới thiệu nè, mới chào hỏi mọi người xong mà mình bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút. Em tên Phan Thị Thúy Hồng. Tên là gì em giới thiệu lại lớn lớn cho bên đây nghe. Em Phan Thị Thúy Hồng. Phan Thị Thúy Hồng. Tuổi 48 tuổi, tuổi con chuột. 48 tuổi, tuổi con chuột. Em ở thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chị. An Giang hả? Dạ. Dạ em đang làm gì? Dạ em may đồ tại nhà chị. May đồ hả? Dạ. Ồ, may đồ dài, đồ tây hay là em đồ bình thường? Em may đồ kiểu, đồ tây, đồ phép. Vậy đó hả? Giỏi quá vậy. Có may áo dài không? Dạ, em biết may nhưng mà em chưa có học em, công thức. Em chuyên về đồ tây ở quyền nào em? Dạ, ở em ở thị trấn Ốc Eo á anh Linh. Hả? Thị trấn Ốc Eo á, huyện Thoại Sơn á anh. À, huyện Thoại Sơn. Dạ. Vậy là gần Long Xuyên đúng không? Long Xuyên đi vô anh. Vô mười mấy cây số? Vô khoảng 34 cây. Rồi. Dạ. Bên đây mời bạn trai. Dạ, lời đầu tiên em tên Dương Nhật Tâm, bí danh là Chí Tâm. Em xin chào toàn thể ông bà cô bác và toàn thể anh chị em trong trường quay. Lời đầu tiên. Dạ. Lời thứ hai em xin chào chị Hồng Vân, là một nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng và cũng là đẹp gái. Rồi, cảm ơn anh. Lời thứ ba em xin chào anh Quyền Linh, là ông Mai, cũng đẹp trai và nổi tiếng. Dạ, xin hết. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi, mời anh ngồi. Rồi, lộ diện rồi, bên nhà gái tôi đã thấy dung nhan của bên nhà trai rồi đó. Rồi, giờ anh ở đâu? Dạ, em sinh ra thì tại Gia Định, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà hiện tại giờ em đang sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mỹ Tho, Tiền Giang? Ủa, dạ, còn mình em là mình hiện tại em đang làm nghề là thợ điện, chuyên sửa điện ô tô, du lịch và tải. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 45 tuổi thìn. 45, bên kia 48. Dạ, trời ơi, nhưng mà nói nghe nè, mình chững hơn bên nhà gái nhiều lắm nha. Bên nhà gái ta ngon lành lắm, nhìn non nó mắt, nhìn đẹp gái, ok vô cùng. Nhưng mà em chấm cái chỗ con chuột á chị ơi. Chấm tuổi con chuột phải không? Dạ. Ồ, vậy là hợp với tuổi con chuột đúng không? Dạ, thân thí thìn. Thân thí thìn. Trời ơi, coi kỹ dữ lắm rồi. Rồi bây giờ mình nói chút xíu cái ưu điểm khuyết điểm cho mình, cho bà mối. Đúng rồi, sẵn tôi đứng lên tôi nghe luôn nè. Dạ, ưu điểm của em á thì thích chuyên sâu vào nghề để làm kiếm tiền. Chẳng hạn như là em nhủ 1-2 giờ đêm mà khách hàng tới kêu cửa hoặc điện thoại em vẫn vui vẻ bước ra mở cửa để làm sửa cho người ta. Thậm chí đứng tới sáng luôn em vẫn làm. Có nhiều chiếc container là nó đậu trước là phải làm tới sáng luôn. Vậy là chịu thương, chịu khó. Dạ. Thứ hai thì em cũng có nhiều điểm mạnh. Chẳng hạn như em biết nấu ăn. Có thể em nấu một cái đám giỗ 6 mâm mà một mâm 5 món, 30 món nó không giống món nào em cũng vẫn nấu được. Hay gì ta? Một quá. Mình thôi, không cần nhiều người. Trời đất ơi. Dạ. Tại những đám giỗ ông bà cha mẹ của em là tự tay em nấu không? Quá giỏi vậy. Cái trời. Cái gì? Đám giỗ ba ông bà cha mẹ tự nấu hết. Dạ. Mấy đứa em gái bà con dòng họ tới là coi như chỉ rửa chén thôi. Chứ em không có cho làm gì hết á. Trời ơi. Dạ. Bữa nào ghé nhà chơi nha. Dạ. Với lại em cũng thích đờn ca. À. Dạ. Em thích ca cái gì? Ca polydor. Xưa em cũng từng là quân nhân trong đài truyền hình thành phố. Em cũng có đi thi ở Bến Thành. Mấy cái chương trình ở phường Bến Thành đâu đó anh Linh. Thi vậy gì? Tiếng ca. Tiếng ca học đường hả? Ca nhạc á anh, ca đi thi ca đó. Gì còn xanh gì đó phải không? Tiếng hát mãi xanh đúng không hay gì? Có đi thi ca cho quân khu 7, đại diện cho quân khu 7 chị. À chứ nhạc gì? Tại vì nó có cái dòng gì? Nhạc lúc đó thì em hát nhạc cách mạng đó anh. Nhạc đỏ đúng không? Tại vì thi cho quân khu 7 mà.
Rồi vậy là chút mình có thể thể hiện cái giọng hát của mình. Đúng để rồi. Cho bên đàn gái nghe nha. Đúng rồi, đúng rồi. Nói nghe nè, em có em quay qua nhìn chị nè. Em có giống như là mình có một cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là khi em bắt đầu vào công việc em làm, chẳng hạn như chủ xe là anh Quyền Linh đi, tới báo em hư cái món đồ đó, em nghe rồi, em sẽ biết là nó bị như vậy. Thì trong lúc em đang làm thì đừng có nói dằn dẳng ngay lỗ tai em là em dễ có chút quạo. Mà nhiều khi mình quạo thì mình nói ra những cái lời nó hơi kỳ kỳ thì người ta cũng tự ái và bản thân mình cũng thấy hơi tự ái chút. Điểm yếu của em thì cũng hơi có hút thuốc chút đỉnh. Chút xíu ha. Dạ, có chút xíu. Rồi có hút thuốc hả? Dạ, có hút thuốc chút xíu. Một ngày hút mấy điếu? Nhưng mà nhiều nhất thì nó cũng phải 10 điếu thôi chị. 10 điếu? Dạ. Có nhậu được không em? Thì nhậu thì đám tiệc thì em mới nhậu. Còn mà bình thường thì em ít nhậu lắm. Hay như đám tiệc ai nhờ em đại diện nhậu thì em nhậu. Rồi. Rồi bây giờ nè ông đi ra đây ông hỏi bên nhà gái tôi chút xíu coi. Chứ tôi thấy cái cặp này tôi thấy xứng đào xứng kép dễ sợ luôn rồi đó. Nhà gái. Dạ, em chào anh Linh. Thần tượng của em. Cảm ơn em. Trời ơi xinh ha. Hả? 48 nhìn không ra luôn. Không á. Có ra luôn. À. Ừ. Tại vì em làm công việc ở trong nhà không à. À em làm gì? Em may đồ tại nhà. May quần áo đó hả? May đồ tây nha, đồ vest, đồ Âu phục không á. Bữa nào anh đi xuống dưới cái là bữa anh nào may tắt ngang. Mặc áo thun lắm. Ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm em giỏi. Cái gì em cũng giỏi. Gì cũng em giỏi nấu đó. Ăn, hát được. Hát không hay nhưng mà hay hát. À. Nói nghe là được nấu đám giỗ được không? Bởi nghe người ta nói người ta nấu đám giỗ sáu bạn. Em nấu đồ món quá. Nấu đồ chay bán. Nấu đồ chay bán. Được rồi, vậy hai người về mở cái công cái, ty rồi quán ăn. Nấu ăn được rồi. Thấy không? Rồi em có điểm yếu gì không? Điểm yếu là tại em yêu trễ quá. Hả? Em biết yêu trễ quá. Yêu trễ quá hả? Em yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Hồi nhỏ em lo là lớn hơn lo làm, em không để ý tới. Rồi tới sực nhớ lại là em ba mấy tuổi rồi. Không vậy hả? Ba 15, 36 tuổi em sực. Chợt tỉnh cơn mê. Tức là em mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng như mình mới tìm hiểu sơ. Tìm hiểu sơ thôi không được. Lâu mau là cũng mau rồi chị. Một hai tháng rồi thấy không được thì thôi mình rút lui. Lý do gì không được? Lý do nói chung là cũng như không có nói ra được. Nhưng mà mình nhẹ nhàng thôi. Như mấy anh đó vẫn là bạn. Vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi vậy thôi chứ không có mà gì. Mà cả hai người đều, hai mối tình đây đều là tìm hiểu sơ sơ. Dạ, dạ. Cỡ mấy tháng thôi á hả? Dạ. Wow. Mà chưa có yêu thật sự hả? Dạ, chưa yêu thật sự, chưa yêu sâu đậm. Hàng xịn luôn hả? Chất lượng cao, Việt Nam chất lượng cao. Cao. Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Trời ơi, thấy anh mỉm mỉm cười vô kìa. Vô rồi đó, bữa nay là gặp mối ngon rồi đó. Vô luôn. Không uổng công đợi trời hả anh? Đúng rồi. Không, đấy, không uổng giới thiệu nha. Hàng xịn, hàng Việt Nam chất lượng cao. À, không có sức đẹp. Coi ông tủm tỉm ông cười dễ kìa. Dễ thương. Ở Thoại Sơn. Dạ. Đi qua cái cầu. Anh lên cái chỗ chùa Phật Bóng Tay anh. Rồi, dạ. Biết chỗ đó rồi. Ha. Đàn gái dễ thương, đàn trai thì cũng hiền, chất phác. Để hỏi đàn trai coi mấy mối tình rồi. Phải cho tôi biết bệnh chứ. Cho bà mối biết mấy mối tình rồi. Dạ em một mối tình cũng là một người vợ em kết hôn được 20 năm. Thì bữa đó dạng như sông lớn quá nó bị chìm đò chị. Nay nhờ bên hẹn hò giúp em kéo cái đò em lên lại giùm. Chìm đò là sao? Là coi như là cái hôn nhân giống... của em 20 năm nó bị gãy đổ anh. Gãy đổ coi như là bao lâu rồi cưng? Bao lâu rồi? Dạ nay cũng 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi. Có mấy đứa con rồi? Dạ em có hai người con trai lớn 20, nhỏ 18 tuổi. Mà ở với ba hay với mẹ? Dạ khi em và vợ em coi như là hết duyên rồi đó. Thì em cũng nói nhẹ nhàng một câu, em nói thôi anh giao hết tài sản, nhà cửa và con cái cho em hết. Anh bước ra đi anh sẽ làm lại một cuộc đời mới. Tại em rất tự tin vào bản thân của em. Là em sẽ làm lại một cuộc đời mới trong một thời gian rất ngắn. Dạ. Bây giờ thì trong 2 năm đó em đã được bao nhiêu phần trăm cái dự kiến của mình rồi? Cái công việc của em á? Cái công việc của em á thì nó thật sự nó vô chừng lắm. Thì có anh Bình á là sát bên anh biết mà có ngày làm 5-7 triệu. Có ngày thì làm cũng 5-300 ngàn bình thường thôi. Tại vì xe nhiều thì mình nhiều khi nó nhiều quá làm cũng không nổi luôn. Đứng ra bước ra không biết làm chiếc nào trước đó. Dạ. Vậy công việc cũng ổn định ha? Ổn định rồi, cuộc sống nó ổn định rồi. Nó có cái điểm hay là về là chị. Hồi nãy bạn gái nói em có lắng nghe.
là 20 năm về trước á, ông nội em từ Long Xuyên đi ra, đi lên thành phố để lập nghiệp. Thì cái cuối đời của em sẽ quay trở về Long Xuyên là quê của nội em. Dạ. Là bạn này là ở Long Xuyên. Ở ngay xứ của nội của em luôn. Dạ. Là trong dự định, trong cái đầu óc của em là em đã có nấu cái điều đó rồi đúng không? Đã tính là nếu mà gặp đúng người đó em sẽ nói câu đó. Dạ. Hay nha. Đó. Không, như vậy là bữa nay chắc là ngoài cái chuyện ông Tơ bà Nguyệt gieo duyên cho em thì chắc là còn có ông nội hoặc là gia đình á bên Cửu Quyền Thất Tổ đó. Dạ. Phù hộ cho em. Em nói thật sự là ế, không có ế, mà tại vì em thấy người ở ngoài xã hội giờ nó hơi phức tạp lắm, muôn màu muôn vẻ lắm, thật giả giả mình khó đoán được lắm. Bởi vậy em rất cần cái chương trình để giúp cho em là tìm được một cái người đó, theo em nghĩ là nó sẽ có một cái quyền cơ trên hai cái ghế này. Cái quyền cơ đó là cái số của mình tới đó. Bởi vì em không bao giờ em, trong cái suy nghĩ là em không bao giờ em lựa chọn cao, thấp, lùn, ốm, trắng, đen hay là mập gì hết. Em chỉ yêu cầu bạn gái đó có một trái tim chung thủy và lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng với em thôi. Dạ, như đó đủ rồi. Bây giờ những gì anh nói bên kia đều bên có kia nghe hết đó. Dạ. Bên em, kia cũng có luôn đó. Bây giờ em nói cho chị nghe là sau khi em nghe cái tâm sự của ảnh á thì em thấy sao? Nói cho ảnh nghe luôn đi. Dạ, thấy ảnh cũng hiền. cái suy nghĩ, cái yêu cầu về cái người người bạn đời của em mà người đàn ông của em là như thế nào? Suy nghĩ của em là người đàn ông đó biết lo, biết yêu thương gia đình, thương vợ. Thương vợ, yêu thương gia đình. Lo chu đáo gia đình là đủ được rồi. Như sạch sẽ, trước nhất là phải sạch sẽ. Thì mình có làm mồ hôi một kê xong rồi mình tắm rửa là sạch sẽ thôi. Tức là em mới nói là những người siêng tắm á. Giỡn cho bớt căng thẳng nè. Chị thấy là cái người đàn ông bên kia là một người đàn ông rất là bản lĩnh, rất là có nghị lực, nhưng mà rất là tình cảm nha em. Chị cảm giác như vậy. Thành ra là chị thấy là chị cũng yên tâm rồi đó. Bây giờ á, chị thấy là ok chưa? Chị là chị thấy ok đó, okay. Chị thấy yên tâm đó. Vâng ơi, bây giờ mình hỏi kiến người thân đi, cho hai bạn này gặp nhau, bởi hai bạn cũng đã lớn rồi. Đúng có rồi, thể đúng rồi. Cảm nhận được rất là nhanh, tự cảm nhận được thế nào là bấm nút và thế nào là không bấm nút ha. Ok. Thôi bây giờ mình gặp em... bên đàn gái trước đi. Ừ, em đi với ai? Em đi với cháu em ạ. Cháu ruột. Ồ, cháu ruột hả? Đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và chào chú Tâm. Trong gia đình á thì dì Hồng của con là một con người rất là vui vẻ, rất là hoạt bát. Kiểu như là khi mà ai ở gần dì á là dì sẽ đem lại tiếng cười cho mọi người. Cười suốt. Dạ đúng rồi, dì rất là hay cười và đem niềm vui lại cho mọi người. Đối với dì của con á thì muốn tìm một cái người đàn ông có một trong cái mối quan hệ á nó phải ổn định, an toàn. Thì cái con thấy chú Tâm đây là một cái người rất là thẳng tính, những cái chia sẻ rất là thẳng thắn về cuộc sống, cuộc đời của chú. Thì con cũng muốn hỏi thêm một chút xíu là không biết là chú Tâm bây giờ vẫn còn liên lạc với người vợ trước và hai con không ạ? Hiện giờ thì nói chung là 2 năm nay là không có liên lạc, tại vì khi mà bước ra khỏi cửa nhà đó thì chú Tâm có nói một câu: tài sản tôi tạo ra rất nhiều trong đây, nó thật sự không phải khoe bạc tỷ không, nhưng mà tôi chỉ bước ra căn nhà này, tôi cho xã Long Khê biết tôi chỉ lấy 3 tấm hình ông bà cha mẹ tôi thôi. Cái tủ thờ tôi mua 40-50 triệu, vợ tôi cũng sợ tôi lấy, tôi nó không lấy bất cứ một cái chiếc gì trong nhà. Hai vợ chồng 2 xe, 8 chiếc xe, tôi không lấy một chiếc xe nào luôn. Tôi chỉ lấy đúng 3 cái tấm hình, tôi chứng tỏ cái bản lãnh của người đàn ông để tôi nói cho sau này và ngàn đời sau em sẽ hối hận thôi đó. Chứ tôi là không còn quyến luyến và cũng không có quay lại. Nó thật sự là nhiều khi đám tiệc ở đó có mời tôi về mà tôi cũng người nào cần thiết thì tôi về, tôi giữ đám xong rồi tôi đi, chứ tôi cũng không có qua lại. Nói chung là vợ tôi đã có người khác rồi, thì mình chủ yếu là lâu lâu nghe tin là con cái nó đi làm đàng hoàng nghiêm chỉnh, nó không có dướng vô xì ke ma túy rồi cũng như tệ nạn xã hội là mình mừng thôi. Còn bây giờ tôi đang tập trung để tôi làm lại cuộc đời mới mà, từ cơm máu gạo tiền đó. Còn và cái hạnh phúc mới, người kia có người mới rồi. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Thì con thấy là hai người rất là hợp, thì con mong là hai người sẽ mở lòng để
tạo ra cái mối quan hệ nó phù hợp, hạnh phúc với nhau ạ. Rồi, cảm ơn con. Anh đi với ai? Dạ em đi với lại một người chú và một người anh và một người chị và một người em trai và bạn gái của em trai. À. Dạ. Rồi chú ruột đó hả? Dạ chú cơ sở của em làm. À. Dạ. Rồi xin mời đại diện đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào. Chào chị Hồng Vân, chào quý khán giả. Tôi là bạn của coi như anh nhưng mà cũng như là bạn với Tâm. Thì theo tôi thì thấy là hai bạn này rất hợp nhau. Quan trọng là hai bạn quyết định nhau, chứ tôi thấy thì rất là hợp. À. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Rồi, anh. Cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ thì thôi mình mở rào đi Linh ơi. Mở rào Linh ơi, đi. Mở rào hai, đi. Hai bạn này nói chuyện với nhau được ha. Mình bắt đầu mở rào. Bắt đầu đi anh Tâm. Không gian này là của anh đó. Cứ thoải mái trò chuyện đi nha. Mình lấy món quà đó luôn đi anh Tâm. Đến đây em có món quà để tặng anh. Dạ anh nhận. Ở đây anh có món quà đôi. Dạ. Trong đây nó có hai món. Thì cái món quà này anh gửi cho em trước để coi như là em đựng son phấn. Yeah. Còn cái món quà này thì là anh cũng sẽ tặng cho em, nhưng mà anh sẽ giữ là sau này mình về chung một nhà, anh sẽ đưa em giữ cái bóp này để khi anh làm có tiền em sẽ bỏ vào cái bóp này. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Còn ở trên đây thì trên đây là nó có một câu thơ cũng đơn giản thôi. Em xin đọc nha. Ủa, chữ này chữ từ hay chữ gì vậy? Tu trăm năm ta mới ngồi chung một thuyền, tu ngàn năm ta mới nhờ ban hẹn hò cho chúng ta nên duyên vợ chồng. Trời ơi, em coi cái quà của dạ, dạ. Quà của bạn nữ là cái gì? Để đây cưng. Dạ, dạ em tặng anh chiếc khăn này để đánh dấu kỷ niệm ngày anh với em gặp nhau. Để có mình có duyên có nợ đến với nhau thì hai người cùng chung xài chung một chiếc khăn. Anh xin đọc được không ạ? Dạ được. Mến tặng anh chiếc khăn làm kỷ niệm ngày mình gặp gỡ nơi bạn muốn hẹn hò. Nếu anh và em có duyên có phận thì mình cùng nhau chung chiếc khăn này, lau chung chiếc khăn này. Em về chỗ hay rồi bây giờ về chỗ xong rồi hai người ngồi tâm sự. Em ngồi đối diện đi ha. Cái cảm nhận về nhau như thế nào? Mở rào ra thì hai người có thấy là phù hợp anh với cái em mình suy nghĩ hay không? Chúng anh thấy em có một cặp mắt rất là xinh và có khuôn mặt khả ái. Nói chung anh theo anh suy nghĩ em là một người rất thông minh. Em hiền. Còn em sao? Còn em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền. Rùm quá không biết nói gì nữa. Cứ thở cái đi, thở là bình thường đi. Giờ nói gì anh với vợ anh đó dứt khoát ha. Em yên tâm, ở đây có những người làm chứng là coi như là trong lúc anh sống ở Tiền Giang là anh tự tu luyện bản thân mình để mình biết những cái gì mình đã vấp ngã, những cái gì điểm dở, điểm xấu gì thì đó bỏ hết. Là nó thật sự luôn là không bao giờ mà bước ra quán cà phê mà uống ly cà phê, uống là kêu lại tiệm ngồi uống. Nó thật sự là anh tự tu tâm bản thân mình. Anh đã tên Tâm thì mình phải biết cái chữ Tâm. Bởi vậy mình vấp ngã mình phải sửa lại liền. Thì trong cái thời gian anh tu luyện đó thì anh làm để dành dụm tiền để mình quyết định một cái tương lai mới của mình bước lại lần thứ hai. Thì trước khi bước lên hẹn hò mình phải đủ nghiêm túc và nghiêm chỉnh. Anh mong em hãy hiểu cái câu là ở đây không phải là cái chỗ chơi của mình. Và cái chỗ để thử lòng thử thách. Mà ở đây nó là một cái chỗ quyền cơ và thiêng liêng lắm. Mình chỉ có một ít phút thiêng liêng thôi. Thì anh sẽ tặng cho em một bài ca và một câu nói. Thì anh nói thật với em là anh nó không có biết dùng những lời ngôn từ, ngôn tình và những lời chăn hoa đua bướm gì hết. Đứng trước mặt em anh chỉ nói được ba chữ mà thôi. Anh cần em. Trời ơi. Quá trời. Và anh xin tặng em một bài hát được mang tên là Cây Si.
Ngày ấy mê em không làm sao biết tên, nên anh cố đợi chờ tới dịp ngày hôm nay. Lần đầu tiên anh nói nỗi mà dùng quá đi thôi. Thưa cô rồi bí lời. Ngày ấy cây si anh trồng trên lối đi, đêm đêm cũng chẳng về, thứ gì lì ghế đi. Tỏ tình nghe anh nói, cúi đầu em cắn môi. Thưa ông, thẹn quá chừng. Rồi thư đi, thư lại, cày bà môi với mai. Anh đưa em dạo phố lần đầu, lửa màu áo cô dâu. Em thích màu gì? Em thích màu hồng. Còn anh thích màu hoàng anh cơ. Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ, thất vọng ngẩn ngơ. Chồng hiền như con gái, cưới vợ xinh quá thôi. Hàn sớm ra xem cứ khen hoài. Rồi bên nữ mình đáp lại liền em. Dạ em hát nhưng mà em xin cái miếng giấy. Em xin cái miếng giấy em quên lời. Giấy đâu? Quên, em để quên. Đâu? Em để bên đây hả? Em ca dạ. Ủa không phải giấy này. Còn miếng giấy nữa. Còn miếng nữa. Cái này đúng không? Dạ. Giấy này giấy khác nữa hả? Dạ. Nhiều giấy quá. Anh có thuộc giọng Kim Lan nè em. Ca chung với em nha. Giọng Kim Lan, trời ơi, dạ. Cái giọng Kim Lan thuộc hay không lắm. Thuộc anh có thể phụ họa dạ. Đỉnh ha. Ôi tuổi xanh mộng mơ, vắng dương tháng năm mong chờ. Hứa duyên trao lời, ngày anh về lứa đôi thành hôn. Tiếng đưa xiên sao tâm hồn buồn dạt vào nhớ thương nào vơi. Tưng 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 tưng. em chờ mâm trầu đưa tới. Pháo hoa rượu nồng mừng cô dâu trẻ du quy. Giáng sinh xanh dai bên trong làng. Tưng 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 tưng. Phấn hồng niệm tô mặt duyên. Tương lai có nhau trong đồng gần, gọi mời ngắm mây ở trời bay. Tưng tưng tưng. Hè qua thu mang đông sang, nắng sưng dịu dàng tràn lan. Trốn thôn trang nơi ngàn trung quan, mà tình chàng xa mà biệt tâm để tim yêu lạnh lùng quanh hiu. Em người ở đất miền Tây, ai xui anh đến chốn này gặp em. Không nội anh xui anh tới. Cái chương trình nói chuyện lứa đôi, giao bôi cạn chén mặn nồng bên nhau. Em xin hết rồi. Tôi nghi quá ông Linh, tôi nghi là cái cặp này tôi với ông tự bóng quá thiệt luôn á. Thiệt á. À, nhìn à, hai người này mình cảm giác mình trở về tuổi thơ đó. Dạ. Hả? À, không, trở hồi đó về em cũng ước gì hồi đó em yêu trễ chứ. Cái tức là hai người này á giống như là họ đúng tuổi, họ đúng lứa, họ đúng thì à. Cái gì mà họ cũng khớp với nhau hết trơn trọi đó. Đó, thấy anh chỉ cho chị hát rồi nhấn nhá này cái nọ thấy cưng gì đâu á. Mà nói câu thấy ghét không? Ông nội anh xui anh tới. Thiệt. Chắc chắn là ông nội xui khiến bây đó. Bây giờ á là mình nói một chút xíu đi, bây giờ đó người ở Mỹ Tho, dạ. Người ở Long Xuyên, mình hẹn hò sao? Thí dụ như mình cảm tình với nhau đó anh trai. Dạ. Nói với chị gái đi. Thì ý em như thế nào em cứ cho anh biết. Ừ. Anh là phải xa nam quá, anh sẽ xa quá em thì một tháng gặp một lần cũng được, tại vì công chuyện nó xa quá như cái đường đi á. Cũng đường xa thì nó cũng từ từ thu lại gần thôi, tại vì mình đi thường nó sẽ gần em. Yeah. Với lại anh cũng dân miền Tây mà cũng là quê xứ nội anh thì những cái đường đi anh rất rành. Yeah. Thì anh sẽ tìm những đường tắt, ví dụ anh đi Bắc An Hòa qua vẫn được phải không? Đi Bắc, bây giờ đi cầu Vàm Cống luôn. Đi cầu Vàm Cống luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Đâu cần đi Bắc nữa đâu. Dạ, em cũng biết cầu Vàm Cống mà. Dạ. Đó. Đi rất gần, không có xa đâu. Nói chung là quan trọng là em khi bước lên đây
em có cho anh, em có mở lòng cho anh hay không? Chứ anh đã mở từ lúc đầu rồi. Từ lúc mà anh bước vô anh đăng ký rồi. Anh không chọn lựa đâu. Mà hôm nay quyền cơ đã đưa tới cho anh một người nghiêm chỉnh, đoan trang. Em nhìn, anh nhìn thấy em sao? Em rất là đoan trang mà em có một nét xinh rất là thầm kín, chứ không có mạnh lộ. Cái chỗ đó là cái điểm mạnh mà anh thích nhất đó. Phúc hậu ha, dạ. Nhìn cái mặt rất là phúc hậu đó. Người phụ nữ rất là hiền. Sau chương trình này anh sẽ về gia đình của em, dạ. Để anh ra mắt cha mẹ em. Cha mẹ còn đủ em? Mẹ em mất còn ba. Còn cha hả? Dạ. Thì anh sẽ ra mắt, nói chung mình cũng lớn rồi, mình thay vì bây giờ đám hỏi đám cưới thì mình dồn vô đám đi em ha, cho nó gọn ha. Chứ thời gian thì nó không có, thời gian là vàng bạc mà đúng không? Mà đường đi thì xa xôi thì đó, thì anh cũng gọi như là xuống đó làm một đám mộc rồi xong rồi anh xin ba rước em về ở chung với anh. Còn hoặc là em muốn anh về ở chung vẫn được em à. Tại vì cái nghề của anh á, chỗ nào có xe ô tô, chỗ nào có tàu ghe chạy là chỗ đó anh kiếm tiền được. Đúng rồi. Anh có thể dời cái tiệm xuống em ở vẫn bình thường. Dạ. Nhưng mà để sau chương trình đi ha. Dạ, chương trình để tính đi. Dạ. Rồi. Rồi. Thật ra là về ghế này đi. Anh là phải gọi là dìu dắt em đó, tại vì em là không biết gì luôn á, tới giờ luôn nè. Rồi chị ngồi đi chị. Chỉ có mới tìm hiểu sơ sơ thôi đó. Dạ. Người ta hàng Việt Nam chất lượng cao luôn đó, nói ít hiểu nhiều á. Không hiểu tại sao cái khu vực đó đàn ông hình như là bịt mắt hay sao ta? Em không hiểu nữa anh ơi. Em dễ thương gì nè mà không ai thấy, nhìn thấy hết. Ừ. Hay là lúc nào ở trong nhà may không hả? Luôn đúng không? Ở trong nhà may mặc đúng không? Đó, cháu nó làm chứng luôn. Đàn ông cũng phải tìm vô chứ mấy ông này làm như bịt mắt đi ngang hay sao? Mấy bà tới may chứ có ông nào mà tới may? Khổ vậy. Thiệt là tình luôn. Bây giờ tự nhiên Mỹ Tho phát hiện ra Long Xuyên hả? Dạ, hồi Tết này em có về quê ngoại em là bên Sa Đéc á chị Hồng Vân. À. Thì dì Út của em dễ thương lắm, dì Út em là bằng tuổi đó. Em có nói với dì Út một câu là chân thành bằng cái tâm của mình đó. Em nói em ước gì sau này con lấy được một người vợ mà tuổi tí như dì Út mà hiền như dì Út. Trời. Là con mãn nguyện. Mãn nguyện luôn mà y chang đúng không? Trời ơi, phải nói như vậy á, chị nói thiệt với em á, là chắc chắn là ông nội em đội cho em á. Nó chắc chắn điều đó luôn. Có như là em là cảm giống như là hiện nay như thế nào? Thì người ta vậy lập hiểu rồi còn hỏi nữa. Em khóc. Tại vì vậy nè, bạn này á, là bạn giống như là em chờ á, em chờ đến đúng thời điểm luôn á, đúng không? Con người của em nó có cái thần tâm lắm. Em mà thành tâm một cái gì là nó sẽ có cái đó lên. Anh ở tin nào hỏi chú với anh em này, con chim em nó xảy ra lắm mà em kiếm không được đó. Mà em lại cái hàm đó em giái em xin kiếm được con chim làm một chút xíu con chim lại cái chân em đậu. Ồ vậy đó hả? Em bắt bỏ vô cái lòng đó. Hỏi chim em mà anh còn thương vậy đừng nói có là có như cái tâm em thành tâm là trời Phật sẽ cho. Em nhưng mà em có tưởng tượng là cái người vợ em nó sẽ như thế này không? Em không nghĩ được vậy đâu chị. Em không nghĩ, em nghĩ sẽ cũng gian dở như em. Và cũng con đùm này nọ thì em cứ chuẩn bị là mình sẽ chia sẻ về cái hoàn cảnh nuôi con. Tại vì mình đã từng có con mình phải hiểu được. Nó đòi hỏi đủ thứ trên đời đó, thì mình có làm bao nhiêu tiền thì mình phải lo đưa cho vợ để chia sẻ ra. Chứ mình không có bo cho mình như ngày xưa nữa mà để vui chơi hay là chát tán những cái chuyện vô bổ vô ích. Vậy mà hôm nay là bất ngờ luôn coi. Như là rất bất ngờ, em xúc động lắm. Đó. Tạo quá coi đây. Như là thôi em cũng chờ đợi đấng lăng quân của em đó nghe. Rồi bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Tay cưng. Đàn trai thích bấm thì cứ bấm. Còn đàn gái thích bấm thì cứ bấm. Thích bấm thì cũng cứ bấm. Không cần phải cái gọi là quy cái định. Chúng tôi sẽ đếm đến 3. Bấm hay đó. Không là quyền của mỗi người. Rồi, thấy rằng đếm những giọt nước mắt cũng đã rơi ở trên sân khấu này. Một người đàn ông cũng đã từng đổ vỡ nhưng có những suy nghĩ rất là chín chắn. Đây có thể là một người rất là tốt, sống nội tâm, yêu thương đùm bọc. Và tôi tin chắc rằng nếu như cái nút bên kia đỏ thì hai trái tim sẽ cùng hòa quyện với nhau suốt cả cuộc đời luôn. Rồi chị đếm nha. 1 2 3 Hết đó. Thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Coi như là hay quá. Cô gái rất là đúng luật luôn á. Đúng luật. Nào,
hay nắm tay nhau. Hay đấy. Linh cảm nhận đây là một người đàn ông tốt đó. Ha, sẽ che chở, sẽ chăm sóc dành cho riêng mình đó. Ha. Anh cảm giác thế nào khi mà dễ đã bấm nút? Dạ em thấy em hạnh phúc lắm Linh. Hạnh phúc lắm. Dạ nhờ chương trình này mà em đã tìm được một người mà em không thể nào ngờ được. Dạ. Bây giờ trước khán giả truyền hình cũng như là gia đình của chị gái đang xem, anh nói gì với gia đình trước đi, rồi sau đó mình về thăm gia đình sau. Ha. Mình xin hứa gia đình mà xin hẹn hò tìm hiểu, rồi hứa rồi, những điều gì nãy giờ xin mình hôn nụ hôm đầu tiên. Đúng luôn. Rồi. Dạ hôm nay em đi với mình cứ nắm tay đi không? Tức cháu, là em không, cháu thôi. Em tưởng tượng là ba dạ, mẹ đang dạ, xem truyền hình đó. Có ba, còn ba đó. Em nhìn kìa. Đó em nhìn trên dạ, máy. Dạ cháu xin bác trai cho cháu nói một câu, cháu thì không dùng từ hứa. Cháu chỉ nói bằng cái tâm chân thành. Kể từ ngày hôm nay bác trai cho phép cháu được gần gũi em về để chăm sóc và lo lắng cho em suốt cuộc đời. Nếu có gì không đúng, cháu sẽ hứa cái chữ tâm thì cháu sẽ dục bỏ. Nếu làm không đúng. Nắm tay vô. Đấy. Rồi, hy vọng rằng em hai nói người gì sẽ đi. Xài chung cái khăn nha. Dạ. Đó, em nói gì đi nè, nói gì đi. Nói sao chị? Em nói với ảnh cũng được, em nói với ảnh đi. Dạ. Nói với ảnh đi. Từ nay thì anh với em tìm hiểu nhau, đừng mà mình hiểu nhà, đừng mà mình đi đến sâu nha. Sâu hơn. Ôm chặt cái nào. Đó. Tuyệt vời. Chúc cho hai anh chị sẽ sớm về xài chung cái khăn này nha. Dạ. Yeah. Đẹp lắm đó. Yeah. Những cái gì nãy giờ anh ấy nói yeah. Thật sự em là tận đáy lòng. Mọi người tất cả ai cũng thấy cả. Vấn đề là em sẽ là người vun đắp mối tình này. Chứ anh là anh quyết tâm rồi đó. Yeah. Nha. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được cái thiệp tin, mà gọi là cái tin vui của dạ. hai bạn. Sau nha. Này mình về Long Xuyên luôn đi. Dạ tùy. Nha. Về thoại em nói mà 20 năm ông nội em 20 tuổi đã từ Long Xuyên lên thành phố lập nghiệp. Ừ. Thì bây giờ cuộc đời đi ngược lại, em phải từ thành phố em đi ngược về Long Xuyên. Ừ. Gọi là lá rụng về cội, phải không anh Linh? Đúng rồi. Dạ. Tuyệt vời ha. Dạ. Ngày hôm nay hai chiếc ghế này như anh nói nó đã đem đến một sự kết nối quá tuyệt vời cho anh chị dạ. luôn. Thôi chúc anh chị hạnh phúc. Dạ lời cuối cùng em xin cảm ơn chân thành, một lời chân thành cảm ơn chương trình đã tạo cho em và Hồng, Tâm và Hồng được một cái hạnh phúc thiêng liêng. Không biết nói gì hơn, xin rất chân thành cảm ơn. Dạ. Cái tên cũng đẹp luôn á. Cái Tâm Hồng. Dạ. À.